cho anh chị em các chiến sĩ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, buổi tối hôm nay chúng ta một lần nữa về nhà Chúa để chúng ta cầu nguyện. Tối hôm nay chúng ta hết lòng biết ơn Chúa vì Ngài là đấng gìn giữ bảo vệ con dân của Chúa được bình an ở trong ơn của Ngài. Và chúng ta cũng tiếp tay với anh chị em chúng ta tại quê nhà để chúng ta cầu nguyện. Thì những tin tức ở trong ngày hôm nay cho thấy rằng số ca lây nhiễm đang tăng một cách rất là cao, và ở những nơi rất là xa thành phố Sài Gòn thì chúng ta thấy rằng vẫn có bắt đầu có những ca nhiễm. Thì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài có sự quyền năng cũng như là đấng giữ lời hứa của Ngài. Ngài gìn giữ bảo vệ con dân của Chúa khi chúng ta biết đặt lòng nương cậy nơi Ngài. Nên tối hôm nay chúng ta cùng đến với Chúa, và tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng nghe Thi Thiên 125. Đây là Thi Thiên cho chúng ta thấy Đức Giê-hô-va bảo vệ dân của Ngài. Những người tin cậy Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn, không rúng động nhưng tồn tại đời đời. Các núi vây quanh Jerusalem thế nào, Đức Giê-hô-va cũng vây phủ con dân Ngài thế ấy, từ bây giờ cho đến đời đời. Vì vương trượng kẻ ác sẽ không được đặt ở trên sản nghiệp của người công chính, để người công chính không nhúng tay vào việc gian ác. Lại Đức Giê-hô-va xin làm điều tốt lành cho người lành và cho người có lòng chính trực. Còn về những kẻ đi theo đường cong quẹo, Đức Giê-hô-va sẽ đuổi chúng đi chung với kẻ làm ác. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Lời của Chúa hứa với chúng ta rằng khi chúng ta tin cậy Chúa, người nào tin cậy Đức Giê-hô-va thì khác nào núi Si-ôn, không rúng động nhưng tồn tại đời đời. Cảm ơn Chúa vì đây là một lời hứa cũng như một sự xác nhận mà chúng ta thấy rằng đúng như lời của Chúa và Ngài sẽ làm thành. Đó là những người thuộc về Chúa thì chúng ta giống như là núi Si-ôn, không rúng động, tồn tại cho đến đời đời. Vì chúng ta khi tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống thì Chúa Ngài hứa gìn giữ bảo vệ chúng ta ở trong đời này rồi kéo dài cho đến đời đời. Vì Chúa Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi thì không thể nào mất được. Cũng như lời hứa của Ngài trong sự bảo vệ của Chúa thì chúng ta được an toàn trong ơn của Chúa. Và lời của Chúa tại đây ví như là các núi vây quanh Jerusalem thế nào thì Đức Giê-hô-va cũng vây phủ con dân của Ngài thế ấy. Nên chúng ta đến Jerusalem thì chúng ta thấy rằng nhìn bốn hướng chúng ta sẽ thấy là núi vây quanh Jerusalem thành cổ. Thì chúng ta biết rằng lời của Chúa ở tại đây là một sự xác nhận như các núi vây quanh Si-ôn, vây quanh Jerusalem thì Đức Giê-hô-va Ngài cũng sẽ vây phủ trên con dân của Ngài như vậy, trong sự bảo vệ, trong sự gìn giữ, trong ơn của Chúa. Chẳng những là đời này thôi mà một lần nữa trong câu số 2 nói rằng từ bây giờ cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Và một điều khác mà chúng ta thấy rất là phước hạnh tại đây ở trong câu số 3. Vì vương trượng của kẻ ác sẽ không được đặt ở trên sản nghiệp của người công bình, để người công bình không nhúng tay vào việc gian ác. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài có một lời đảm bảo tại đây. Rồi cái trượng hay là cái gậy của kẻ ác thì không thể nào đặt ở trên sản nghiệp của người công bình. Lý do Chúa gìn giữ bảo vệ vì Ngài không muốn những người công bình ăn thua đủ với thế giới ở bên ngoài và chúng ta nhúng tay vào để chúng ta làm những việc ác. Chúa gìn giữ bảo vệ và Ngài sẽ yểm trợ chúng ta để sống một đời sống công bình chính trực ở trước mặt Chúa. Vì đó là điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta sống và bày tỏ trong ơn của Chúa. Nên chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài chính là sự vây phủ bảo vệ con dân của Chúa mỗi đời sống của chúng ta. Và chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta tạ ơn Ngài. Trên kinh yêu chúng con tạ ơn Chúa vì Thi Thiên 125 nhắc nhở chúng con. Đó là Chúa Ngài là đấng gìn giữ bảo vệ chúng con. Người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào như núi Si-ôn, không rúng động nhưng tồn tại cho đến đời đời. Biết ơn Chúa vì chúng con thuộc về Chúa. Và Chúa Giê-xu đã tuyên bố, chiên mà cha giao trong tay của Ngài, Ngài không để mất một con nào. Ngài gìn giữ bảo vệ chúng con được an toàn ở trong Chúa. Chúng con biết ơn Ngài vì chúng con nhìn lại dòng lịch sử
của đất nước Việt Nam của chúng con cũng như đất nước Hoa Kỳ này. Chúng con thấy phước hạnh của sự bảo vệ của Chúa ở trên cuộc đời của chúng con, trên hội thánh của Ngài. Và chúng con ở trong những giây phút khó khăn nhất của đất nước, của xứ sở, thì Chúa Ngài lại làm ơn và khiến cho hội thánh của Chúa trỗi dậy ở trong ơn của Chúa, làm nguồn phước, đem lại sự khích lệ, giúp đỡ. Và chúng con biết rằng đó là ý định của Chúa. Ngài muốn chúng con bày tỏ ra vương quốc của Đức Chúa Trời trong những công việc cụ thể. Biết ơn Chúa vì Ngài hậu thuẫn chúng con trong việc gìn giữ, bảo vệ chúng con được bình an, để chúng con có thể thực hiện những công tác mà Chúa Ngài giao cho chúng con. Vì vậy chúng con tạ ơn Ngài. Và xin Chúa sẽ tiếp tục làm những công việc lạ lùng của Ngài, gìn giữ bảo vệ chúng con. Và tất cả những điều mà thế giới tối tăm toan mang đến, như cây gậy của kẻ ác, như vương trượng của kẻ ác, thì không thể nào để ở trong ruộng của người công bình của Chúa. Anh xin Chúa Ngài tiếp tục xét lẽ công bình cho chúng con, và bởi ơn của Ngài, Chúa Giọng, chúng con sẽ thấy sự yểm trợ của Chúa cho chúng con, để chúng con có một đời sống cũng như một lời làm chứng mạnh mẽ về vương quốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chúng con là Chúa toàn năng, Đức Chúa Trời chúng con là Đức Chúa Trời đời đời, và Ngài là đấng có quyền để giúp đỡ cho hội thánh của Chúa, cho con dân của Ngài, như Chúa Ngài đã làm cho tuyển dân của Chúa ở trong những ngày tháng qua. Nguyện sự bình an giáng trên Israel, nguyện sự bình an của Chúa giáng trên những Israel thuộc linh ở trong ngày hôm nay, trên hội thánh của Chúa, trên mỗi đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, biết ơn Chúa vì quyền năng của Ngài tiếp tục thể hiện. Xin tiếp tục phủ bóng che của Ngài trên con dân của Chúa khắp ở trên đất nước Việt Nam của chúng con. Chúa Ngài cho anh chị em chúng con được an toàn ở trong ơn của Chúa, là Chúa ở giữa những sự khó khăn. Nếu có lây nhiễm thì Chúa Ngài cũng giảm thiểu tất cả những ảnh hưởng của COVID, bởi vì Chúa của chúng con, Ngài đã cho chúng con sự bảo vệ của Ngài, như Chúa che cánh bóng toàn năng của Ngài gìn giữ bảo vệ chúng con, hầu cho dịch lệ không đến gần chúng con, không đến trại chúng con. Nhưng sự bảo vệ của Chúa ở trên hội thánh của Ngài, một cách phước hạnh ở trong ơn của Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa Ngài đã hứa ở trong lời của Ngài. Nên tối hôm nay chúng con xin Chúa Ngài tiếp tục làm thành ở trong ơn của Chúa, để chúng con hết thảy đều sẽ trải nghiệm, và chúng con lại tiếp tục được Chúa Ngài sử dụng đời sống của chúng con để nói với mọi người rằng Chúa bảo vệ những kẻ thuộc về Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục đứng và chúng ta ca ngợi Chúa trong thời gian này. Chúng ta nói lên sự vĩ đại của Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng vĩ đại. Ngài làm những công việc lạ lùng, và Ngài đã hành động, bày tỏ chính mình Ngài qua các danh xưng cứu chuộc mà Chúa Ngài đã bày tỏ, để chúng ta có thể trải nghiệm Chúa trong cuộc sống của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Hallelujah. Chúa không ai so đáng, chỉ sự quan năng.
xưng tam Jesus Chúa Thánh, Ngài xin đáng được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ hãy cất tay lên tôn thờ và chúng tam Jesus Chúa Thánh, Jesus con ơi, đáng hy thống và biết quyền năng, ta không có ai so được Ngài, là chân Chúa không ai so bằng. Là đấng muôn đời vinh quang.
from glory to glory. Fire fall, fire fall. From glory to glory. Fire fall, fire fall. From glory to glory. Fire fall, fire fall. Khen Chúa chúng con, lớn hứa với chúng con, Ngài sẽ hành động và làm việc. Để rồi chúng con không phải như Môi-se, lại phải che mặt mình. Nhưng sự vinh quang của Chúa sẽ dắt đưa chúng con, đi từ vinh quang sang vinh quang. Biết ơn Chúa vì Ngài cứ gia tăng công việc và mức độ của công việc của Ngài hành động ở giữa chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Con xin Chúa, Ngài nhận nơi chúng con lòng biết ơn. Và lại Chúa, chúng con thưa với Chúa rằng những gì Chúa đã khởi làm và đang làm, xin làm lớn hơn nữa để chúng con sẽ chứng kiến và sẽ thấy trong mức độ mà lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng con cảm ơn Ngài. Ngài khen Chúa và chúng con cầu nguyện. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời anh chị em ngồi. Trước khi chúng ta cùng học lời của Chúa và cầu nguyện trong buổi tối hôm nay, chúng ta có một số lý do để chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa. Chúng ta đã vào nhà của Chúa buổi tối hôm nay trong tiếng hát ngợi khen, và chúng ta cũng dâng lời cảm ơn Chúa về những công việc mà Chúa Ngài đã làm trong những ngày qua. Một trong những điều mà làm cho chúng tôi rất là được khích lệ đó là trường hợp của ba của chị Loan, Alpha Bakery. Thì khi chúng tôi liên lạc với gia đình thì được biết là cụ ông 97 tuổi, rất yếu, ông không còn nhận biết con cháu ở trong nhà nữa. Chị Loan vô hỏi gì chứ, bà có biết ai không, thì ông nhìn không ra.
Thì gia đình thì đến kết luận là chuẩn bị để lo chuyện hậu sự, bởi vì chắc kỳ này không qua khỏi. Nhưng cảm ơn Chúa, khi cầu nguyện thì Chúa Ngài đã đáp lời cầu nguyện. Và chỉ có 2 ngày sau thì ông đã về nhà và sức khỏe đang được phục hồi một cách rất là tốt đẹp. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chỉ có Chúa mới có thể làm được công việc như vậy. Bởi vì chúng ta biết rằng tuổi của ông cũng đã cao để có thể hồi phục từ cái chỗ không còn biết gì. Mà bây giờ thì đã trở về nhà tỉnh táo, ăn uống một cách rất là tốt đẹp. Chỉ có chân yếu thì chưa có đi được mà phải ngồi xe lăn. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và những sự đáp lời khác của Chúa thật là lạ lùng mà chúng ta cảm ơn Chúa. Nhất là lĩnh vực về sự chữa lành, Chúa Ngài đang làm ở trong mức độ mà chúng ta thấy Chúa Ngài đã hứa. Thì như ung thư, khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa Ngài cho là trở lại gặp bác sĩ. Thì bác sĩ nói rằng không tìm được một cái dấu vết gì của ung thư hết. Và cho cái hẹn là 3 tháng sau trở lại để coi có cái dấu hiệu gì trở lại hay không. Và cảm ơn Chúa vì việc Chúa làm một cách rất là lạ lùng và trong ơn của Chúa. Có những anh chị em ở tại Việt Nam cũng như ở xa có nhu cầu cần được sự chữa lành, liên lạc thì chúng tôi cầu nguyện cho họ qua Messenger, qua Internet. Thì cảm ơn Chúa, Chúa cũng làm việc và chữa lành cho họ một cách hết sức là kỳ diệu và nhanh chóng. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thì Chúa bày tỏ công việc của Ngài, Ngài biến đổi những cuộc đời ở trong ơn của Chúa. Mục sư Sam và vợ là bác sĩ Ginny cũng đã chia sẻ với chúng tôi những điều rất là khích lệ. Rất là phước hạnh cho một số các em thiếu niên. Trước đây 1 tháng thì nó ở trong cái lứa tuổi của thiếu niên đó là nói chừng 1-2 chữ khi chúng ta gặp chào hỏi hello thì nó hello lại hi vậy thôi. Nhưng mà thần linh thì Chúa Ngài làm việc và các em như là được bật nút ấy. Thì bây giờ nó hăng hái tham dự vào trong công việc của Chúa, đóng góp vào trong công việc của hội thánh của Chúa một cách thật là phước hạnh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Thánh Kinh mùa hè là một cái môi trường đã giúp đỡ cho các em tiến lên để học về Chúa. Và tôi tin rằng hội thánh đã cưu mang và cầu nguyện cho lứa tuổi của thiếu niên, Chúa đang đáp lời. Cho nên tôi muốn chia sẻ điều đó để khích lệ anh chị em. Chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời Ngài làm, Ngài vì Ngài là đấng đáp lời cầu nguyện. Cho nên chúng ta cứ kiên trì cầu nguyện, Chúa hướng dẫn chúng ta cứ cầu nguyện trao quyền pháp lý cho Chúa, rồi để cái kết quả trong tay của Ngài. Vì có một số các em thiếu niên mà khi chúng tôi quan sát thì hỏi lại để có một sự xác nhận của mục sư Sam thì nói rằng đúng rồi, chỉ có trong vòng 3 tuần lễ thì chúng tôi gọi là cái em đó là a new version, bởi vì nó là một cái bản mới, bởi vì trước đó là chúng ta cãi nó không ra được 10 chữ khi chúng ta cố gắng nói chuyện với nó, carry a conversation. Bây giờ thì em đi chào hỏi những người khác và giữ phần vào trong công việc của Chúa và mọi việc đều được tốt đẹp ở trong ơn của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những công việc như vậy. Các em mà đã được mời đến để sinh hoạt với chúng ta là người da đen, là người da trắng, các em cũng được Chúa Ngài ban phước thăm viếng và qua tiến trình tăng trưởng đã tìm hiểu và biết được cái vị trí của mình và đã góp phần vào trong công việc học về Chúa ở trong những ngày qua. Thật là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúng ta biết ơn Chúa vì Chúa luôn làm việc, Ngài làm việc mọi lúc mọi nơi. Chúng ta cầu nguyện để những việc mà Chúa Ngài toan định làm, Ngài muốn cho chúng ta biết để chúng ta cầu nguyện hầu Chúa có quyền pháp lý và Ngài hành động ở trên, dựa trên những điều chúng ta cầu xin và cầu nguyện để Chúa Ngài có thể nhúng tay vào và làm những công việc của Chúa. Chúng ta xin Chúa Ngài làm lớn hơn nữa. Mức độ của sự chữa lành sẽ đến ở trong những tốc độ nhanh và lạ lùng càng hơn nữa trong ơn của Chúa. Những cuộc đời được biến đổi, những con người đã chịu đầu phục và nhận biết mình cần sử dụng các ân tứ Chúa Ngài ban cho để hầu vì Chúa đúng chỗ, đúng lúc như Chúa Ngài đã hướng dẫn, Ngài đã gây dựng và ban phước trên đời sống. Thì Chúa Ngài sẽ tiếp tục làm công việc đó.
Và Chủ nhật thì chúng tôi rất là được khích lệ. Có 4 gia đình trẻ được Chúa cho mới đến với Hội Thánh. Thì họ nghe được cái hướng đi của Hội Thánh và nói rằng tôi muốn uống cho được cái chén thứ 3. Bởi vì nghe một sư nói là gần 80% con cái của Chúa trên thế giới này thì chưa bao giờ đi uống chén thứ 3 và chưa bao giờ chịu khám phá ân tứ khả năng của mình để dự phần vào trong công việc hầu vị Chúa. Thì chúng tôi rất là được khích lệ. Họ đến và bày tỏ rằng gia nhập làm thuộc viên chính thức của Hội Thánh và xin được giúp đỡ huấn luyện để khám phá ra được ân tứ của mình để hầu việc Chúa ở trong Hội Thánh của Chúa. Amen. Đó là phước hạnh mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn đang làm việc và làm việc với chúng ta như Chúa đã làm trong 38 năm qua và Chúa ngày sẽ làm lớn hơn nữa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và tối hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta khi chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta lắng nghe, chúng ta để ý xem Chúa ngài muốn chúng ta cầu nguyện điều gì và chúng ta dâng lên Chúa cầu nguyện dựa trên lời của Chúa, theo lời của Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy những việc mà Chúa ngài làm một cách lớn lao ở trong ơn của Chúa. Một lần nữa chúng ta xin hoan nghênh và chào mừng một sư sĩ đến để chia sẻ lời Chúa với chúng ta và hướng dẫn cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Một sư sĩ. Trước khi chúng ta nghe lời của Chúa một lần nữa xin hiệp ý với tôi trong lời cầu nguyện. Chúa Thánh Linh yêu dấu của chúng con, nhờ Ngài mà lời Đức Chúa Trời được gọi là lẽ thật sẽ đụng chạm mỗi đời sống của chúng con. Mọi người đang có mặt trong phòng cầu nguyện tối hôm nay cũng như các anh chị em của chúng con, các tôi tớ của Chúa đang hiệp một của chúng con trên đường truyền Internet để chúng con tìm kiếm câu giải đáp về Hội Thánh của Chúa và chúng con biết qua lời của Ngài rằng Hội Thánh là sự đầy đủ của Đấng Christ. Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài, Đấng làm nên muôn vật đầy đủ tất cả. Không một điều gì bị khiếm khuyết khi chúng con nhìn vào tạo vật của Đức Chúa Trời. Và Hội Thánh của Chúa là nàng dâu của Chúa. Thì con tin rằng Ngài muốn làm đầy dẫy những điều mà chúng con đã học và làm đầy dẫy sự vinh hiển như lời bài hát chúng con tối hôm nay thờ phượng Chúa. Vì chính Chúa Giêsu dạy chúng con rằng khi các ngươi cầu nguyện hãy nói như vậy: lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Lạy Chúa, tối hôm nay chúng con thờ phượng đó là vinh quang, oai nghi và sức thánh đều thuộc về Ngài. Và đó là ý muốn của Chúa mà Hội Thánh của Chúa tại đây được dựng nên ở nơi chốn này. Và mỗi cuộc đời của chúng con cũng được Chúa cho phép, được Chúa định vị để rồi mỗi một chúng con trở thành thành viên của Hội Thánh Chúa tại nơi này. Cùng với tôi tớ của Chúa cũng là người được Chúa kêu gọi chọn lựa cho Hội Thánh của Chúa tại đây. Con tin điều đó. Và Chúa Thánh Linh yêu dấu ơi, tối hôm nay Ngài đang có mặt ở nơi chốn này. Và con xin Chúa một điều nữa rằng đó là xin Chúa cho chúng con là những người trực tiếp nghe lời của Chúa những ngày qua, những năm tháng qua. Chúa ơi, 38 năm rồi. Tối thứ ba hàng tuần, Hội Thánh của Chúa vẫn trung tín, giữ sự nhóm lại. Dù dịch lệ, dù có những sự khó khăn nhất định, nhưng mà tôi tớ của Chúa cùng nàng dâu của Ngài đã hiệp một lại với nhau và phá vỡ bức tường ngăn cách. Do vậy tối nay chúng con vẫn nói với Chúa rằng xin Chúa cho chúng con là những người nghe trực tiếp sứ điệp. Hãy trả lời với Chúa rằng chúng con là chiếc bình sẵn sàng, chiếc bình của sự đau phục. Giống như Ê-sai rằng: lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Chúa xin hãy cứu chúng con. Một cái tội mà dễ chúng con dễ mắc phải trong Hội Thánh Chúa chúng ngày hôm nay, đó là chúng con lấy nghe làm đủ rồi chúng con tiếp tục tự lừa dối chính mình. Chúng con không gắn bó với Hội Thánh. Chúng con không nhiệt tình với sự kêu gọi của Chúa. Chúng con lơ là trong công tác xây dựng Hội Thánh của Ngài. Cùng với tôi tới của Chúa,
cùng với những sự kêu gọi khác nhau trong hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, có cầu nguyện xin Chúa thay đổi chú con đi Chúa ơi. Xin cứu chú con ra khỏi sự lấy nghe làm đủ để rồi chú con tiếp tục lừa dối mình. Nhưng hãy cho chú con trở thành người khôn ngoan, đó là lấy nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời, Chúa yêu của chúng con. Tất cả những sự kêu gọi trong Kinh Thánh đều kêu gọi trong những hoàn cảnh rất đặc biệt, những hoàn cảnh khó khăn nhất, và họ đã đáp ứng sự kêu gọi đó, họ đã vâng theo cái tiếng kêu gọi đó, và họ trở thành những tôi tớ vĩ đại của Chúa Trời trong Kinh Thánh, dẫn hội thánh của Chúa, dẫn bày chiên của Ngài, như Môi-se, như David, như Phi-rơ, như Giăng, như Sứ-đồ Phao-lô, Chúa ơi, trong những hoàn cảnh rất đặc biệt và Chúa đã kêu gọi họ. Lạy Chúa, giữa dịch bệnh này, giữa cái dịch lệ toàn cầu này, giữa những khó khăn về kinh tế của toàn cầu này đang xảy ra, Chúa xin cho chúng con nghe được tiếng của Chúa để đáp ứng lại tiếng kêu gọi của Ngài. Để rồi chúng con không nề hà, chúng con không nản lòng, chúng con không thối lui, nhưng chúng con tiến lên để đáp ứng được sự kêu gọi của Chúa. Và chúng con thấy rằng đây là cơ hội để Chúa Thánh thăm viếng hội thánh, phấn hưng hội thánh, thăm viếng các chức vụ và phấn hưng các chức vụ khác nhau. Lạy Chúa, xin cho chúng con bắt lấy cơ hội này. Giống như Mạc Đô Chê đã từng nói với Esther rằng, nếu ngươi không bắt lấy cơ hội trong lúc này thì ngươi sẽ mất quyền để làm hoàng hậu của vua. Và nếu ngươi từ chối thì Đức Giê-hô-va giải cứu dân của Ngài bằng cách khác. Lạy Chúa, xin Chúa cho con cùng các tôi tớ của Chúa bắt lấy cơ hội giữa cái đại dịch này, giữa những sự khó khăn này. Xin Chúa đừng để con nói ra những điều bế tắc, nhưng hãy cho con nói ra những câu trả lời từ Đức Chúa Trời, Chúa yêu dấu của chúng con. Và Chúa ơi, xin Chúa cho hội thánh của Chúa là nơi mở toang cánh cửa ra và nhiều người được cứu thêm vào trong hội thánh, nhiều người tìm kiếm Chúa trong bối cảnh đang diễn ra cho toàn thế giới này, Chúa yêu của chúng con. Xin Chúa, ngọn lửa của Ngài Chúa, lửa thánh linh của Chúa xin cháy trên mỗi một chúng con, Chúa ơi. Chúng con cần ngọn lửa của Ngài để thiêu đốt tất cả những điều nhát sợ, những điều hèn nhát trong chức vụ của chúng con ơi Chúa. Trong bối cảnh này, các chức vụ dường như bị co lại vì sợ hãi, vì mệt mỏi, vì căng thẳng. Lạy Chúa, của cầu quyền lửa thánh linh cháy trên các chức vụ, lửa thánh linh của Chúa cháy trên các hội thánh của Ngài, lửa thánh linh của Chúa cháy trên các sự kêu gọi Chúa, Chúa yêu dấu của chúng con ơi. Xin cháy lên với ngọn lửa thánh của Ngài Chúa, để chúng con thực sự được đốt cháy. Chúa, nhìn lại lịch sử phấn hưng hội thánh của Chúa, tất cả những sự phục hưng đều diễn ra trong thời kỳ bế tắc nhất, hội thánh của Chúa bế tắc nhất, thì đó là lúc mà Chúa Thánh bắt đầu làm bùng nổ hội thánh của Ngài. Xin cho các tôi tớ của Chúa cùng con, Chúa ơi, nhảy bén với sự hiện diện thánh linh của Chúa để xây dựng hội thánh của Chúa, khích lệ hội thánh của Chúa, dạy dỗ hội thánh của Chúa và cung hội thánh của Chúa bắt kịp được ngọn lửa phấn hưng của Chúa trong những ngày sau rốt này. Chúa con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, người ta nói rằng COVID-19 ở khắp mọi nơi, con không tin điều đó, nhưng con tin rằng Thánh Linh của Chúa đang ở khắp mọi nơi. Ngài ở khắp mọi nơi, Ngài đang ở khắp mọi nơi, Ngài đang ở trong ở với mỗi một chúng con. Thánh Linh của đó, chúng con không hề sợ hãi, chúng con không run sợ, bởi vì có Ngài trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lời của Chúa tôi hôm nay trong tay của Chúa. Giúp chúng con, Chúa, để chúng con là những người đáp ứng và làm theo lời của Chúa. Xin đừng để chúng con chỉ có cầu nguyện. Tất cả các khí giới của Đức Chúa Trời đều là bảo vệ chúng con. Năm khí giới đầu tiên, Chúa ơi, nhưng có khí giới thứ sáu, đó là cầm gươm thánh linh, là lời của Đức Chúa Trời. Khí giới đó là sứ, khí giới quyết định hủy diệt kẻ thù của chúng con. Xin cho chúng con là những người lĩnh giỏi cầm gươm thánh linh, là lời của Đức Chúa Trời trong đại dịch này, để chúng con cùng hội thánh của Chúa vượt qua dòng tố này. Vì Chúa của chúng con trong lịch sử hiện tại và tương lai không hề thay đổi. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Chúng ta ngợi khen Chúa. Như đó là cầu nguyện của tôi với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, tôi tin Chúa không bao giờ có sự thất bại. Và lịch sử hội thánh của Chúa, đó là hội thánh của Chúa càng đi qua những khó khăn nhất, với một lãnh đạo nào
thực sự can đảm, biết ý muốn Chúa không sợ hãi, thì hội thánh nó sẽ phần hưng. Amen. Tôi theo dõi các hội thánh của Chúa qua Facebook, thì tôi thấy có những hội thánh rất là bùng nổ, nhưng bên cạnh đó vẫn có những chức vụ và những hội thánh co lại vì cớ sợ hãi. Và hai tuần qua chúng ta đã học chung với một cái chủ đề: hội thánh là sự đầy đủ của Đấng Christ. Amen. Và tôi ôn lại một chút. Bài thứ nhất chúng ta đã học đó là hội thánh phải đầy đủ các chức vụ. Hội thánh không phải chỉ có một mục sư, nhưng phải có chức vụ năm mặt mà Kinh Thánh nói ở trong thư Ê-phê-sô. Amen. Đó là sứ đồ, tiên tri, người truyền giảng tin lành, người mục sư và là giáo sư. Đó là chức vụ năm mặt. Anh em có thể đặt câu hỏi rằng là: mục sư sĩ ơi, xin chỉ cho tôi có hội thánh nào có những chức vụ này. Anh em đừng nhìn cái điều đó để rồi chúng ta xây dựng hội thánh theo cách của hội thánh đó. Nhưng mà chúng ta hãy xây dựng hội thánh của Chúa giao cho chúng ta trên nền tảng là Kinh Thánh. Amen. Amen. Chúa muốn hội thánh của Chúa là hội thánh đầy đủ các chức vụ. Bài số 2, đó là Chúa muốn hội thánh của Chúa phải là hội thánh đầy đủ các ân tứ cho các chức vụ. Amen. Chính ân tứ được nói đến trong Cô Tô Nhất đoạn thứ 12. Ân tứ lời nói khôn ngoan, ân tứ lời nói tri thức, phải không ạ? Ân tứ nói lời tiên tri, ân tứ phân biệt các linh, ân tứ nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, ân tứ làm các phép lạ, ân tứ chữa lành các thứ tật bệnh, ân tứ đức tin. Đó là chính ân tứ mà Chúa muốn hội thánh của Chúa phải có. Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Thế thì tôi muốn hỏi bao nhiêu người chúng ta thật sự yêu hội thánh Chúa tại đây, và các tôi tớ Chúa cùng hết thảy con cái của Chúa đang theo dõi buổi nhóm lại của thánh VBC Houston trong những tối thứ ba hàng tuần hay là tối thứ tư hàng tuần, chúng ta đã cầu cho hội thánh địa phương của mình với hai bài chúng ta vừa nghe xong không? Và tối hôm nay chúng ta sẽ đến cái bài thứ ba mà tôi sẽ kể ơn của Chúa chia sẻ. Đó là hội thánh không chỉ đầy dạy các chức vụ, hội thánh không phải chỉ đầy dạy các ân tứ cho các chức vụ, nhưng hội thánh phải đầy dạy các ân tứ phục vụ nữa. Chủ nhật vừa rồi chúng ta nghe đọc 22 cái mảng mà mục sư đã đọc rất là nhanh trong cái bài giảng kỷ niệm 38 năm thành lập Hội Thánh Chúa tại đây. Trong đó có những ân tứ phục vụ. Và tôi xin đọc lời của Chúa trong Roma đoạn 12 câu 3 đến câu số 8. Tôi đọc theo bản dịch của 2011 hay là 2016. Cậy vào ân sủng đã ban cho tôi xin thưa với mỗi người trong anh chị em: đừng đánh giá mình cao quá so với thực chất của mình, nhưng hãy suy nghĩ thực tế một chút theo lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. Vì giống như chúng ta có nhiều chi thể trong một thân, và tất cả các chi thể không có cùng một nhiệm vụ, cũng vậy chúng ta tuy nhiều người nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của nhau. Tùy theo ơn đã ban cho chúng ta có những ân tứ khác nhau. Ai được ơn nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Ai được ơn phục vụ, hãy hết lòng phục vụ. Ai được ơn dạy dỗ, hãy tận tâm dạy dỗ. Ai được ơn khích lệ, hãy bền lòng khích lệ. Ai được ơn ban cho, hãy rộng rãi ban cho. Ai được ơn lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo. Ai được ơn thương xót, hãy vui vẻ mà làm. Tôi xin đọc Cô Tô Nhất đoạn 12 câu 27 câu 28. Vả, anh em là thân thể của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần đấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là các đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Tối hôm nay chúng ta thấy ở phần Cô Tô Nhất đoạn 12 câu 7 câu 8, đặc biệt câu 8, thì các ân tứ ở đây có nói trong hội thánh, đó là ân tứ cứu giúp này, ân tứ cai quản, đó là ân tứ quản trị, hay là ân tứ lãnh đạo trong hội thánh của Chúa. Và trước khi ta nghe lời của Chúa thì tôi muốn
Tiếp theo cái lời làm chứng của mục sư Huỳnh Quốc Khánh đó là Chúa vẫn đang còn hiện diện trong hội thánh Chúa tại đây. Thưa tất cả chị em em, Chúa vẫn còn đang sức dầu cho tôi tớ của Chúa, và cũng như mỗi một chúng ta trong việc cầu nguyện chữa lành, giải cứu người khác. Thí dụ như chúng ta thấy tuần thứ ba cách đây hơn 3 tuần lễ, chúng ta cầu nguyện cho vợ của chú Văn, tối hôm nay chú cũng có mặt ở đây. Và khi nãy tôi bắt tay và hỏi rằng vợ của chú ở trong cái tình trạng trước đây 3 tuần đó rất là nguy kịch, là bị vỡ ruột thừa, bị nhiễm trùng anh em. Nhưng mà hội thánh của chú đã cầu nguyện, và tôi nhớ rằng mục sư Huỳnh Quốc đi xuống, và trong lúc đã giống như chúng ta đã kết thúc buổi nhóm rồi ra về và đã cầu nguyện và cảm ơn Chúa. Đến ngày hôm nay tôi hỏi thì vợ của chú Văn đã được Chúa bình phục rất là tốt. Những ngày qua thì có những người theo dõi trên chương trình online, có những người tại Việt Nam, có cô gái đó bị tà linh ức hiếp rất là nguy hiểm. Bởi vì từ nhỏ đã có những phim ảnh đồi trụy rất là kinh khiếp, và ma quỷ đã bước vào cuộc đời con người đó và đã đày đọa con người đó, kiếp con cuộc đời con người đó rất là khốn khổ. Và đã tin Chúa hơn 10 năm nay rồi, nhưng mà ma quỷ nó vẫn lộng hành trong cuộc đời của con người này. Yêu Chúa thì có, nhưng mà người này vẫn tiếp tục phạm tội với Chúa. Và cảm ơn Chúa khi nghe tôi chia sẻ vào tối thứ ba và nghe mục sư Huỳnh Quốc Khánh chia sẻ vào tối thứ tư, thì người này tìm cái messenger của tôi và nhắn tin nhờ tôi cầu nguyện giải cứu. Và tôi đã nhận lời cảm ơn Chúa. Chúa đã giải cứu ca này trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ, và bây giờ cô này đã được tự do ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Chủ nhật vừa rồi tôi có cầu nguyện cho một người tín đồ lớn tuổi trong hội thánh của Chúa, 78 tuổi rồi, thật là đáng thương. Khi vợ chồng chúng tôi nhìn người phụ nữ này, tôi biết bà rất là đau khổ. Nhưng mà khi trong phòng tư vấn thì tôi mới hiểu rõ tại sao bà đau khổ như vậy. Bởi vì có những cánh cửa bà đã mở ra từ khi bà chưa biết Chúa. Và khi bà biết Chúa rồi thì những cánh cửa đã tiếp tục mở ra và ma quỷ lộng hành. Và thật sự khi tôi cầu nguyện cho người phụ nữ đó, thì cảm ơn Chúa, Chúa đã giải cứu và bà đã mừng trong nước mắt. Bà rất là vui, bà vui mừng, gương mặt của bà sáng và đầy dẫy sự tươi vui từ thánh linh của Chúa. Amen. Vì cái đó tôi nói anh em rằng Chúa vẫn còn đang ở trong hội thánh của Chúa, Chúa vẫn còn đang làm hành động qua các chức vụ nếu chúng ta tiếp tục tin và dám bước đi. Amen. Và tối nay chúng ta sẽ học bước thứ ba, đó là bài thứ ba, đó là hội thánh phải là đầy đủ các ân tứ phục vụ. Anh em, khi nói về ân tứ phục vụ không có nghĩa là các ân tứ này nhỏ hơn các ân tứ của chức vụ. Với nghiên cứu kinh thánh thì tôi được biết các chữ ân tứ ở Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu số 8, đặc biệt từ câu số 6 đến câu số 8, nó là từ charismatic và ở số nhiều. Mà các học giả kinh thánh cho chúng ta biết rằng khi cái chữ charisma này mà ở số nhiều thì đó là các ân tứ rất đặc biệt. Thì ân tứ mà sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh của Chúa tại Roma, với phân đoạn kinh thánh tôi vừa đọc xong, chúng ta ghi chú xuống chúng ta thấy có 7 nhóm ân tứ ở câu 6 đến câu số 8. Thứ nhất, đó là ân tứ tiên tri. Thứ hai, ân phục vụ. Thứ ba là ân tứ dạy dỗ. Thứ tư là ân tứ khích lệ hay là khuyên bảo. Thứ năm, đó là ân tứ ban cho hay là dâng hiến. Thứ sáu là ân tứ lãnh đạo hay là cai trị hay là quản trị. Thứ bảy, đó là ân tứ thương xót hay là làm việc thiện nguyện. Amen. Trước khi ta đi vào chi tiết của 7 ân tứ này, thì tôi muốn nhấn mạnh một điều để chúng ta thấy, chúng ta nhìn vào kinh thánh của mình. Bao nhiêu người đọc phân đoạn kinh thánh này trong quá khứ, và tối nay chúng ta đọc và chúng ta thấy có một mệnh đề mang tính chất là mệnh lệnh. Và khi đã nói mệnh lệnh thì tôi và em không được phép cãi, phải không ạ? Amen. Chúa một mình con, amen. Anh em, tôi lặp lại, có một mệnh đề từ câu 6 đến câu số 8, đó là mệnh đề hãy.
Đây là mệnh lệnh có tính cách là truyền lệnh. Ai được ơn tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Amen. Amen. Ai được cho ân tứ phục vụ thì hãy tận tâm mà phục vụ. Ai được ban cho ân tứ dạy dỗ, hãy chuyên lòng mà dạy dỗ. Ai được ban cho ân tứ ban cho, hãy rộng rãi mà ban cho. Tôi lặp lại từ câu 6 đến câu 8 có một mệnh đề, qua một từ, đó là hãy. Và đây là cái từ diễn tả sự mệnh lệnh. Hãy, ai nói tiên tri, hãy nói. Đừng ngậm miệng lại. Đây là từ mệnh lệnh có là gì? Hãy tập vận hành ân tứ của Chúa. Amen. Ai được ban ân tứ dạy dỗ, hãy tập, hãy vận hành ân tứ dạy dỗ. Ai được ban cho ân tứ khuyên bảo, hãy tập để khuyên bảo. Amen. Ai được ban cho ân tứ của sự cai trị hay là quản trị hay là lãnh đạo, hãy tập làm một người lãnh đạo. Ai được ban cho ân tứ của sự ban cho dâng hiến thì hãy tập rộng rãi mà dâng hiến. Amen. Ai được ban cho ân tứ thương xót làm thiện nguyện, đó là chúng ta tập. Vì cớ hội thánh Chúa ngày hôm nay chúng ta biết rõ về các ân tứ phục vụ này, nhưng tại sao trong hội thánh của Chúa nói chung chúng ta thấy rằng chỉ có một mục sư làm việc à? Một mục sư làm việc. Tại sao vậy? Chủ nhật vừa rồi tôi không biết anh em nhớ câu nói trong bài giảng của mục sư, có nói một câu không bao giờ tôi quên câu nói này. Hội thánh được gọi là thân thể, mà nếu chi thể trong thân thể bị khiếm khuyết thì chứng tỏ rằng thân thể đó không lành mạnh. Em nói gì đó đúng không sư? Anh em ta nhìn vào hội thánh, nếu một hội thánh mà một mục sư vận hành tất cả mọi việc thì hội thánh đó có vấn đề. Khi tôi còn non trẻ trong chức vụ đó, tôi vận hành tất cả mọi cái. Từ hướng dẫn thờ phượng tôi cũng hướng dẫn thờ phượng, từ giảng tôi cũng phải giảng, từ cầu nguyện giải cứu tôi phải cầu nguyện giải cứu, từ đi thăm viếng tôi phải đi cầu nguyện, đã đi xin lỗi đi thăm viếng, từ đi ra mở tổ tế bào tôi cũng phải đi, đi làm cá nhân chứng đạo tôi phải đi ra tôi làm chứng đạo, dường như một mình tôi thôi à, vì lúc đó tôi chưa có môn đệ hóa ai cả. Nhưng khi bắt đầu Chúa mặc khải cho tôi không bao giờ quên. Năm 2006 tôi được mời đến Malaysia để giảng cho cộng đồng người Việt Nam đến đó để hợp tác lao động đó. Thì tại đó tôi nhận được cái sự mặc khải của Chúa. Chúa hỏi tôi một câu: sĩ, Chúa Giêsu thì có 12 môn đệ và 70 môn đồ. Phaolô thì có Tích, có Philemon, có Timôthê là môn đồ của sứ đồ Phaolô. Thế thì con có ai? Tôi giật mình liền em, tôi giật mình liền. Tôi giật mình ngay lập tức. Và tôi bắt đầu biết rõ ý muốn của Chúa, đó là Ngài muốn tôi phải huấn luyện họ và trao khải tượng cho họ. Giống như Chủ nhật vừa rồi mục sư nhắc lại khải tượng của hội thánh, đó là yêu Chúa, yêu người, nhắm mục đích và thay đổi thế giới. Amen. Tôi không biết có ai khen tôi mục sư sĩ mới đến mà sau rất rõ về khải tượng của VBC. Anh em, nếu chúng ta là thành viên của hội thánh mà chúng ta không nắm khái tượng này thì tôi nói em rằng chúng ta chỉ là người giữ lễ và chúng ta không hợp tác với tôi tớ của Chúa, không xây dựng hội thánh của Chúa được. Tôi nói này phát xuất từ tấm lòng yêu nàng dâu của Chúa ở đây. Amen. Đám cưới Việt Nam của chúng ta thì nó có nhiều kỷ niệm hơn đám cưới tại Mỹ, phải không ạ? Đám cưới Việt Nam ví dụ ngày mai mà con của chúng ta lấy chồng hoặc lấy vợ thì tôi nói anh em cả tuần lễ đó hai bên đàn gái đàn trai phải không ạ? Ồ, họ giúp đỡ lẫn nhau, có đúng như vậy không anh em? Người biết làm heo, người biết làm gà, người biết nấu lẩu phải không ạ? Và người một tay này, một tay kia và cuối cùng đám cưới vui ơi là vui. Hội thánh là nàng dâu của Chúa. Anh em nếu chúng ta thật sự không có một cái nhìn đúng thì tôi nói em chúng ta chỉ là thành viên của hội thánh mà chúng ta không phải là người xây dựng hội thánh. Nhiều người chỉ đến hội thánh giữ cái chỗ ngồi mà không chịu vận hành
với cái mạng lệnh từ câu 6 đến câu số 8, Kinh Thánh lặp lại, tôi nhấn mạnh lại cái mệnh đề này. Đó là hãy. Amen. Nếu chúng ta nói là mình có ơn truyền giáo mà mình không vận hành đó là bằng đi ra để nói về Chúa Giêsu cho người khác, thì anh em ơi, ơn đó chỉ là trên đầu một chút lưỡi và thực chất là rỗng, không có kết quả gì cả. Cho tôi nghe chữ amen. Cho nên tối hôm nay trước khi ta đi vào chi tiết, tôi muốn nhấn mạnh cái mệnh đề này, đó là hãy. Ai nói mình có một trong bảy ân tứ của Roma đoạn 12 từ câu 6 đến câu số 8, thì hãy nhớ chúng tôi có một mệnh lệnh ở chỗ này, đó là hãy. Amen. Đó là hãy thực hành đi, hãy làm đi, hãy áp dụng vào đời sống của mình đi. Đừng nghe xong lỗ tai này bay qua lỗ tai đi mất. Đừng nghe xong như tôi cầu nguyện, đó là lấy nghe làm đủ, xong rồi mình tiếp tục tự lừa dối mình. Tôi luôn thúc đẩy các học trò của tôi, đó là các con hãy làm. Và thực sự Chúa đã dùng tôi để thúc đẩy rất nhiều con người có một cái quá khứ rất là xấu. Những con người trình độ mới lớp 5 thôi, nhưng mà tôi thúc đẩy họ trong ơn của Chúa hãy làm. Họ nói gì con không làm được, tôi nói gì con làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban thêm sức cho con. Làm đi, giảng đi, tập đánh đơn đi. Và anh em, họ đã vâng lời Đức Chúa Trời và họ đã làm. Amen. Có những anh em nghe đánh đờn, tôi nghe tôi xin lỗi cười thì sợ anh em họ mắc cỡ. Nhưng mà họ đánh đờn một nơi họ hát một kiểu, vì giọng của họ không thể nào hòa với cái âm trên cái đờn được. Nhưng mà quái lạ, đó là họ đánh đờn thì tà linh xuất ra khỏi những người mà nó ức hiếp. Cái điều quan trọng đó là sự sức dầu. Amen. Amen. Chứ không phải hay là dở. Trên tôi nhấn mạnh là lần thứ ba, từ câu số 6 đến câu số 8 có một mệnh đề mang tính chất là mệnh lệnh, đó là hãy. Ai nói mình có ơn thứ tiên tri, hãy vận dụng, nói theo lượng đức tin. Amen. 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 Ai nói mình có ơn dân hiến, hãy tập tành dân hiến. Ai nói mình có ơn thương xót, hãy tập tành mà thương xót. Ai có ơn phục vụ, hãy phục vụ. Amen. Và bây giờ chúng ta đến với những điều chi tiết. Tôi bắt đầu với ơn tiên tri. Tôi không nói nhiều ơn tiên tri nữa, nhưng mà tôi chỉ nói đó là ai có ơn tứ này thì hãy nói theo lượng đức tin. Đó là đức tin của mình ở cấp độ nào, mình hãy vận dụng để mình nói. Có là gì? Đừng sợ sai. Khi Kinh Thánh bảo rằng hãy, có là Kinh Thánh bảo chúng ta đừng sợ sai. Tôi trước đây anh em, tôi cũng là một người nhút nhát lắm, rất nhút nhát. Tôi vào những buổi nhóm tạo thánh tư gia tại Việt Nam, tôi học trường Kinh Thánh tại đó, và tôi thấy các mục sư, trong đó có mục sư Võ Văn Lạc, mục sư Lý Xuân Hòa, rồi những người thầy của tôi bây giờ vẫn còn đang hầu việc Đức Chúa Trời, thì họ nói tiên tri. Tôi cứ trợn mắt, tôi dòm họ không à. Tôi nói có phải là Chúa hay là họ hứng lên họ nói. Và tôi giống như là tôi rất là ngạc nhiên. Và đôi khi tôi thấy những người khác được họ nói tiên tri, nói vận hành ơn tứ của Chúa, thì những người đó được đụng chạm và khóc lóc. Tôi quan sát, tôi nói Chúa ơi, nếu đó là đúng, Chúa cho con đi. Và tôi cũng đã xin Chúa cho con có ơn tứ nói tiên tri, nhưng mà tôi không bao giờ dám nói. Tôi cứ ngậm miệng hoài. Một cái đêm nọ tôi bao giờ quên để Chúa thay đổi cái này trong đời sống của tôi. Đó là trong cái buổi tôi hướng dẫn thờ phượng, thì Đức Thánh Linh của Chúa bắt đầu thăm viếng. Thì tôi kêu gọi rằng ai có sự mặc khải nào nói ra, ai được Chúa Thánh Linh cảm động nói lời tiên tri hãy nói. Hội thánh im re, mà hội thánh vẫn có rất nhiều người khóc. Tôi kêu gọi họ nói, mà tôi thì có nhận sự mặc khải, tôi không dám nói. Và tôi cứ nín thinh cái miệng của tôi, và Chúa cho tôi thấy một cái hình ảnh, đó là cái người chăn bồng con chiên nhỏ. Tôi mới nói với Chúa Thánh Linh rằng con không hiểu cái sự mặc khải này. Chúa nói con là con chiên nhỏ đó con. Bây giờ ta bỏ con xuống, con phải tập đi nha. Con phải tập đi, để con bắt đầu đi được. Tôi hỏi với Chúa rằng tôi không hiểu. Chúa nói gì? Có nghĩa là con hãy bắt đầu tập nói những cái lời mặc khải mà ta ban cho con nói. Và tối đó tôi đã bởi đức tin nói những lời mà Chúa ban cho tôi. Trong đức tin nói mà run, nói mà toát mồ hôi. Nhưng cảm ơn Chúa, lời mặc khải đó ra làm cho con cái của Chúa tiếp tục vỡ tan. Và nhiều người đã ăn năn, nhiều người đã khóc lóc vì những điều kín dấu trong cuộc đời họ đã được chỉ ra.
Anh em, lời của Chúa bảo rằng hãy nói theo lượng đức tin. Bây giờ chúng ta đến với điều thứ hai. Ơn phục vụ. Bản của 2016 đó là phục vụ. Bản dịch cũ của chúng ta đó là chức vụ. Thì Kinh Thánh Chúa nói gì ạ? Đó là người được ơn tới phục vụ, hãy phục vụ. Bản dịch cũ là anh em nào được kêu gọi vào chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Thế anh em, chữ buộc mình vào chức vụ có nghĩa là gì nào? Chữ buộc có nghĩa là cột chặt lại vào không anh em? Cho tôi nghe chữ amen. Đó là buộc tôi được kêu gọi làm một người hầu về Chúa, thì tôi phải buộc mình vào cái chức vụ đó. Amen. Amen. Phải chăm lo chức vụ của mình giống như lời của Chúa nói gì ở đây ạ? Đó là câu số Tiêm Thứ Nhì đoạn 4 câu số 5 đó. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Hội thánh của Chúa tại đây có rất nhiều người nói mình có ơn tứ truyền giảng và đã tham gia đoàn truyền giáo với mục sư đi về Việt Nam để hầu việc Chúa và đi đến những nước khác nhau. Nhưng những lần tôi đã từng nói, vì COVID chúng ta không về Việt Nam truyền giáo được. Thế thì những người mà nói mình có ân tứ truyền giáo, truyền giáo làm chứng về Chúa Giêsu cho người khác đó, chúng ta không về Việt Nam được. Thế thì ở tại Mỹ chúng ta không truyền giáo được sao? I don't think so. Tôi không tin điều đó. Nhưng tại sao chúng ta không đi ra truyền giáo tại Mỹ được? Bởi vì chúng ta nào buộc mình vào chức vụ. Amen. Chúng ta không buộc mình vào chức vụ. Anh em, giống như chiếc tàu khi cập bến thì họ phải cột chiếc tàu vào cái neo trên bờ, đúng không ạ? Để chiếc tàu đó có gió thì không bị đẩy ra bên ngoài. Đời sống của chúng ta bị dịch lệ nè, bị hoàn cảnh khó khăn về kinh tế nè, đôi khi chúng ta không cột cái chức vụ của mình vào sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta không buộc mình vào cái chức vụ đó, cột lại. Và chúng ta bắt đầu ngồi đó nói gì? Ồ, thời điểm này chưa phải là thời điểm chúng ta đi hầu việc Chúa. Thì đây không phải là thời điểm hầu việc Chúa, thì đâu là thời điểm chúng ta hầu việc Chúa? Anh em, đây không phải là thời điểm mà chúng ta dâng cuộc đời của mình cho Chúa, thì đâu là thời điểm chúng ta hầu việc Chúa đây? Như trong lời cầu nguyện của tôi hôm nay, đó là trong Kinh Thánh không có một tôi tớ của Chúa nào được kêu gọi mà khi họ đang gặp những điều dễ dãi cả. Tất cả đều đang bận rộn với công việc của họ. Phi-rơ thì đang giặt lưới, Chúa đến, Chúa kêu gọi, hãy theo ta. Ma-thi-ơ thì đang ngồi ở bàn thâu thuế, đang có một chức vụ nhiều người ham muốn, đang có tiền cho cuộc sống của mình, cho gia đình của mình. Nhưng Chúa nói gì? Hãy theo ta. Chúa chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà Ma-thi-ơ đã đứng dậy, lìa bỏ cái bàn thâu thuế và đi theo Ngài, buộc mình vào chức vụ. Nhờ đó mà ông viết được sách Ma-thi-ơ. Cho tôi nghe chưa? Amen. Anh em, bao nhiêu người cũng nói rằng tôi có ân tứ này, tôi có ân tứ kia. Nhưng cái vấn đề ở chỗ Kinh Thánh Chúa là gì? Ai nói mình được kêu gọi vào sự phục vụ hay vào một chức vụ nào đó, hãy buộc mình vào chức vụ đó. Amen. Đừng để bất cứ gì sao lãng ra khỏi sự kêu gọi đó anh em. Bởi vì nếu chúng ta không buộc mình vào, cuộc đời chúng ta sẽ bị trôi lạc bởi sự lo lắng đời này, sự kinh tế vì cớ đại dịch, vì cớ trách móc, vì cớ buồn rầu, nó đẩy chức vụ chúng ta trôi lạc, cuộc đời ta ra khỏi cái bến bờ mà Chúa muốn chúng ta. Anh em, nếu mà tôi không có Chúa và không nhắm mục đích mà chạy đó, thì tôi nói với anh em rằng rất là khó để cho tôi phục vụ Chúa với gần 9 tháng vợ chồng chúng tôi bị mắc kẹt tại Mỹ này. Nhưng mà tôi đã buộc mình vào chức vụ. Anh em yêu dấu của tôi, lời của Chúa nói rằng là Roma đoạn 15 câu 7 đến câu 8, tôi xin đọc điều này để anh em thấy chức vụ của Chúa Giêsu. Chúa đã buộc mình vào chức vụ như thế nào. Vậy thì anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Và tôi nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta. Chúng ta phải nhìn vào gương mẫu của Chúa Giêsu để chúng ta học bài học buộc mình vào chức vụ. Thế anh em follow, học biết điều này. Ông nói rằng Chúa Giêsu hầu việc Chúa giữ vòng những người chịu cắt bì, đúng không ạ?
Có nghĩa là dân nào vậy anh em? Đó là dân Do Thái phải không ạ? Là những người rất tôn trọng luật pháp, những người rất tôn sùng luật pháp. Vì cái đó mà chức vụ của Chúa Giêsu, bao nhiêu người ở đây thừa nhận rằng Ngài luôn luôn bị bắt bớ nào? Ngài luôn luôn bị bắt bớ. Các người Pharisee lúc nào cũng dòm hành Ngài. Ngài cầu nguyện một người bệnh teo tay được chữa lành sờ sơ trong ngày Sa-bát, họ bắt lỗi Ngài, họ kiện cáo Ngài. Amen. Tôi nghe một sư huynh kể rằng khi khởi đầu chức vụ, ân tứ của Chúa đổ xuống, dấu kỳ phép lạ, không đặt tay người ta té ngã, và có những người trong truyền thống, những linh tôn giáo đã sai người đến chụp hình và chụp mũ, phải không à? Và tôi nghĩ rằng nếu tôi tới của Chúa không buộc mình vào chức vụ, chắc chắn không còn đứng vững trong ân tứ Thánh Linh ngày hôm nay. Chúng tôi ở tại Việt Nam cũng vậy. Khi tôi được báp têm Đức Thánh Linh, tôi bị giáo hội truyền thống, họ nói tôi rằng là lấy chúa quỷ đuổi quỷ. Tôi cầu nguyện chữa bệnh cho người khác cũng được lành, họ nói là tôi theo tà giáo. Tôi nói chữ hallelujah, họ nói gì? Mới đi Sài Gòn về sao nói hallelujah mạnh quá vậy? Và họ nói gì? Tà giáo. Anh em thấy không? Họ chụp cho tôi những cái mũ tà giáo, quỷ ám, nó đủ thứ mọi điều. Và nếu tôi không buộc mình vào chức vụ, tôi không đứng nổi cho đến ngày hôm nay các anh chị em. Cho tôi nghe chữ amen. Và sứ đồ Phao-lô đã nói về chức vụ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã buộc mình vào chức vụ. Dân Do Thái là dân của Ngài, bắt bớ Ngài. Nhưng Ngài không từ bỏ chức vụ. Amen. Ngài không một hề, một lúc, một giây phút nào Ngài từ bỏ chức vụ. Tôi và anh em thì từ bỏ chức vụ. Đó là chúng ta không chịu làm với cái ơn mà Chúa kêu gọi chúng ta. Chúng ta không buộc mình vào đó. Và chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô gì nữa đó. Ông nói gì ở chỗ này? Galatia đoạn 5 câu 11. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Anh em có thấy rằng sứ đồ Phao-lô, ông nói với hội thánh Galatia là hội thánh mà có người Do Thái tin nhận Chúa phải không ạ? Và họ thêm vào họ nói gì? Tin Chúa là được rồi, được cứu rồi, nhưng phải làm phép cắt bì thì mới được cứu rỗi trọn vẹn. Anh em ơi, ngày hôm nay có những giáo phái, có những dị giáo, họ bắt chúng ta phải làm thêm điều này. À, không được ăn cá da trơn. Hả? Tôi nói này chắc là chị của tôi ủng hộ lắm này. Ăn gì cũng lấy da ra trơn à. Anh em, lấy cà già, cấm ăn cá da trơn, cấm ăn giò heo, men ăn bún bò, mà không ăn giò heo thì ăn nước cũng như không. Họ cứ nói như vậy, là đi nhóm phải đi nhóm ngày thứ bảy thì mới được cứu, còn đi nhóm ngày khác không được cứu. Anh em sứ đồ Phao-lô, ông giảng cho một hội thánh, ông giữa cộng đồng, thế anh em sứ đồ Phao-lô có buộc mình vào chức vụ không? Ông buộc mình vào chức vụ vì ông bị bắt bớ kinh khiếp lắm. Ông giảng, ông nói gì? Sự chịu phép cắt bì hay không chịu cắt bì không quan trọng. Quan trọng đó là người mới. Amen. Cho tôi nghe chữ amen. Và ông giảng điều đó cho người Do Thái bắt bớ ông. Người Do Thái bắt bớ ông, nhưng ông vẫn không từ bỏ. Ông buộc mình vào cái sự kêu gọi của Chúa để giảng về phúc âm của Ngài. Amen. Amen. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, tối hôm nay chúng ta học về ân tứ thứ hai trong các ân tứ phục vụ. Đó là ai được kêu gọi vào chức vụ nào hay sự phục vụ nào, hãy buộc mình vào cái sự phục vụ đó hay chức vụ đó. Đừng để ai đó nhắc nhở chúng ta. Amen. Khi một người để người lãnh đạo mình cứ nhắc nhở, thì tôi nói rằng em rằng chúng ta không biết nhột sao? Chúng ta không biết nhột sao? Tại sao người lãnh đạo cứ nhắc nhở chúng ta là phải làm cái này, phải làm cái kia? Chúng ta bây giờ đâu phải là con trẻ nữa. Chúng ta là người trưởng thành trong Chúa rồi mà. Amen. Tại sao chúng ta cứ để người lãnh đạo, cứ để cứ mục sư lãnh đạo đó là phải làm cái này, phải làm cái kia? Anh em, hãy nói mình, nếu nói mình có ân tứ, nếu nói mình yêu hội thánh của Chúa, tôi biết rằng anh em yêu hội thánh, và Chúa biết anh em yêu nàng dâu của Chúa tại đây. Cho nên Chúa ban ân tứ của Ngài cho anh em để xây dựng nàng dâu của Chúa mỗi ngày mỗi đẹp đẽ hơn. Hội thánh hay nàng dâu của Chúa ở đây đã đạt đến tuổi 38.
Đó là tuổi mà bắt đầu các cô gái bắt đầu lo lo về nếp nhăn, phải không? Đúng không chị Loan? À, các cô gái bắt đầu rất là lo về nếp nhăn, sợ nếp nhăn, sợ quần thâm. Ở tại Mỹ thì dao kéo hơi bị nhiều, phải không ạ? Chỗ nào nhăn nhăn là nhờ bác sĩ căng ra cắt chỗ đó đi. Rồi máy đẩy láng hả? Hút mỡ làm đủ thứ mọi cái. Sửa quá nhiều luôn, đến nỗi về thiên đàng chúng nó ta không nhìn con ra luôn. Vì cái mẫu mà Chúa dựng nên tôi vẫn còn nằm ở trong bản vẽ của Chúa. Amen. Amen. Anh em đừng cắt xéo gì, đừng làm mắt đúng đồng tiền, đừng làm môi trái tim gì nữa hết á. Đừng để một ngày kia Chúa nói gì, ta không biết ngươi. Chúng ta nói gì? Ủa, Chúa tạo dựng nên con mà Chúa không biết con à? Chúa nói ta không nhìn con ra luôn. Vì các bác sĩ đời này nó sửa quá rồi. À, anh chị em yêu dấu của tôi, chúng ta hãy buộc mình vào chức vụ. Amen. Nếu nói yêu hội thánh, hãy buộc mình vào chức vụ xây dựng hội thánh của Chúa. Đáng lẽ vợ chồng tôi phải đi Cali rồi, nhưng mà chúng tôi cầu nguyện, cá nhân tôi cầu nguyện, tôi thấy không đi trong lúc này được. Và chưa bao giờ tôi đi, đã dời những chuyến bay đi đến Cali nhiều như thời điểm này. Đã 4 lần tôi dời đổ chuyến bay. Tôi muốn nói cho anh biết rằng tôi yêu hội thánh. Tôi nói với vợ chồng con gái của tôi, ba chưa muốn đi, ba muốn ở lại để ba nâng đỡ chức vụ của tôi thưa Chúa. Ba muốn khích lệ tôi thơ của Chúa. Bởi vì tôi là một người hầu của Chúa, tôi yêu hội thánh của Ngài. Amen. Tôi yêu nàng dâu của Ngài. Còn các bạn thì sao? Tôi kêu gọi ở cái phần này, xin đừng chỉ làm một thành viên, nhưng hãy là một người buộc mình vào chức vụ và xây dựng hội thánh của Chúa. Amen. Như tôi nói, nàng dâu đạt đến tuổi 38 là tuổi bắt đầu. Tuổi bắt đầu có những nếp nhăn. Và Ê-phê-sô đoạn 5 nói gì? Chúa không muốn hội thánh của Chúa có nếp nhăn. Có cầu thánh đó không anh em? Không nhăn, không chi giống như vậy. Amen. Chúa muốn nàng dâu của Chúa lúc nào cũng trẻ, đẹp. Hallelujah. Hallelujah. Một ngày kia tôi mổ mắt, và Yến Cường chở tôi đi nhóm. Yến hỏi với mục sư, mở mắt sang mục sư, thấy rõ lắm phải không? Tôi nói mục sư thấy rõ lắm. Mục sư thấy tóc của ba mục sư bạc nhiều lắm. Và Yến nhắc nhở tôi gì? Mục sư không nói được như vậy. Mục sư có thấy nó bạc, mục sư vẫn nói trẻ chứ. Anh em, tôi muốn dùng hình ảnh này để nói với anh em một điều. Hãy xây dựng hội thánh của Chúa. Bao nhiêu người amen? Bao nhiêu người thật sự yêu hội thánh của Chúa tới đây, xin buộc mình vào chức vụ. Đừng để cho tôi tới của Chúa nhắc nhở chúng ta làm cái gì cả. Nếu nhắc nhở, chúng ta còn con trẻ lắm, chúng ta còn con nít lắm. Xin đừng giận tôi khi tôi nói cái lời đó. Chúng ta phải là người trưởng thành. Thấy cái việc gì mà không có người làm, mà đó là cái ơn mà Chúa kêu gọi chúng ta. Chúng ta hãy dấn thân vào, làm đi để Chúa được vinh hiển. Amen. Điều thứ ba, chúng ta đến với cái ơn tứ phục vụ. Thứ ba đó là ơn tứ dạy dỗ. Kinh Thánh nói gì? Ai được ơn dạy dỗ, hãy tận tâm dạy dỗ. Tận tâm có nghĩa là gì nào? Tận tâm có nghĩa là gì các anh chị em? Tận tâm có nghĩa là nhiệt tình. Amen. Amen. Tận tâm có là nhiệt tình, nhiệt huyết. Amen. Không nề hà, hallelujah. Không thối thác, không hẹn rài, hẹn mai. Thế anh em, ơn tứ dạy dỗ quan trọng không? Ơn tứ dạy dỗ quan trọng không? Anh em thấy ơn tứ dạy dỗ luôn luôn gắn bó trong chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngoài việc giảng tin lành của Đức Chúa Trời, thì Chúa Giê-xu còn dạy về nước của Đức Chúa Trời, dạy về sự giải cứu, dạy về Đức Thánh Linh cho những người theo Ngài. Cho tôi nghe chữ amen. Dạy dỗ nữa anh em ơi. Và Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 3 lời của Chúa nói như thế này: Đức Chúa Giê-xu đi khắp cả xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội,
giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Anh em thấy ân thứ dạy dỗ có trong chức vụ của Chúa Giêsu. Và hội thánh là nàng dâu, là vợ sắp cưới của Chúa Giêsu. Ngài muốn nàng dâu phải giống Ngài. Amen. Nàng dâu phải đầy dẫy các ân tứ. Ân tứ nói tiên tri, ân tứ phục vụ hay là các chức vụ khác nhau, và ân tứ dạy dỗ. Tôi khi mới bắt đầu đi với Chúa, tôi không khám phá được cái ân tứ này. Nhưng đi với Chúa một thời gian dài, tôi khám phá rằng tôi thích dạy dỗ. Bởi vì dạy dỗ nó cần thời gian và đem người ta đến cái chỗ nhận biết Chúa một cách rõ ràng hơn. Vì bài giảng nó bị cô đọng có khoảng là 30 phút, 45 phút hoặc là 1 tiếng rưỡi là nhiều nhất. Không đủ để lột tả tất cả những gì nếu chúng ta có thời giờ dạy dỗ, phải không ạ? Amen. Vì cái đó mà tôi tới của Chúa ở đây, chúng ta thấy rằng dạy dỗ hội thánh của Chúa 38 năm rồi. Những cái đĩa CD vẫn còn đó. Những tài liệu vẫn còn đó. Và chúng ta là những con người ngồi dưới ghế và học rất nhiều sự dạy dỗ đó. Tôi khích lệ anh em rằng hãy thực hành những điều gì tôi tới của Chúa dạy. Amen. Hãy đừng khước từ. Đừng lấy nghe làm đủ nữa. Và chúng ta nhìn thấy điều gì nữa anh em ở chỗ này? Trong công vụ sứ đồ là hội thánh đầu tiên. Thế anh em ân tứ dạy dỗ được vận hành trong hội thánh đầu tiên nhiều không? Rất nhiều. Rất nhiều. Và linh tôn giáo bậc cầm quyền lúc bấy giờ là tòa công luận cùng linh tôn giáo qua các thầy tế lễ, qua các thầy cả thượng phẩm rất ghét với sự dạy dỗ. Điều này đã được nói đến trong công vụ đoạn 4 câu 17 câu 18 tôi xin đọc. Do vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăn dọa, cấm họ từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai. Chúng ta thấy không? Thế nên ma quỷ rất sợ âm tứ dạy dỗ. Bao nhiêu người nói rằng là đúng rồi mục sư. Ma quỷ rất sợ âm tứ dạy dỗ. Tôi hỏi thật, bao nhiêu người làm cha làm mẹ đây dạy dỗ con cái của chúng ta lời Đức Chúa Trời nào? Anh em, nếu chúng ta không dạy dỗ con cái của mình lời Đức Chúa Trời đó, thì Satan sẽ dạy dỗ nó qua tất cả mạng lưới truyền thông. Có phải không? Có phải không anh em? Ân tứ dạy dỗ rất là quan trọng. Và ma quỷ nó sợ các sứ đồ dạy dỗ lời Đức Chúa Trời, dạy dỗ về Chúa Giêsu cho những người tin Chúa. Cho nên họ đã họp lại và cấm. Đó là ngăn dọa này, cấm họ này, từ nay về sau chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai. Anh thấy họ cấm không? Họ đòi hai người đó là Giăng và Phi-rơ, rồi cấm tiệt cũng là gì? Tuyệt đối. Nếu mà không phân phục ra bắt bỏ tù. Chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giêsu mà nói hay là dạy, phải không ạ? Và thế anh em, các sứ đồ có văn phục bậc cầm quyền không? Không. Họ vẫn dạy dỗ. Phi-rơ bị bắt, Chúa sai thiên sứ đem ông ra khỏi tù. Trong lúc tòa công luận xám sao dậy, thấy ủa, nhà tù có lính canh gác đàng hoàng, tại sao bây giờ Phi-rơ đi đâu? Và có những toán lính khác là gì? Thấy Phi-rơ đang ở trong nhà hội chỗ khác, đang dạy dỗ về đạo của Chúa Giêsu. Anh thấy ân tứ dạy dỗ là cách mà Chúa Thánh Linh dùng để hướng dẫn người khác tin nhận Chúa Giêsu và bước đi trong lẽ ngay thẳng với lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Nếu chúng ta chỉ nghe sứ điệp Chủ nhật một lần mà không tiếp tục ở trong liên tục sự dạy dỗ, thì tôi nói anh em rằng chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành đủ. Vì cái đó anh em biết rằng ở tại Việt Nam ngày nào tôi cũng có giờ để giảng dạy cho các trung tâm khác nhau. Tôi ra miền Bắc thì tôi không có giờ để nghỉ. Tôi không có giờ để nghỉ. Làm việc ngày và đêm, giảng liên tục 6 ngày anh em. Sáng chiều tối. Và lời của Chúa tiếp tục đổ ra, tiếp tục đổ ra để thay đổi nhiều cuộc đời. Và chúng ta nhìn thấy điều gì xảy ra cho các sứ đồ. Đoạn 5 câu 42. Xin lỗi, đoạn 5 câu 28 trước. Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, xong các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình
vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Chúng ta thấy không? Các sứ đồ họ hiểu ân tứ dạy dỗ Chúa ban cho họ qua bắp tem trong Đức Thánh Linh, cho tôi nghe chữ Amen. Và bây giờ dù bị cấm ngặt, cấm tuyệt, nhưng họ vẫn vượt lên. Và cái thánh và Chúa cho tôi ký tưởng đó là ân tứ dạy dỗ thường được nhắc đến trong hội thánh đầu tiên, đặc biệt giữa những sự bắt bớ, cấm đoán, nghịch cảnh, dịch bệnh như bây giờ. Các sứ đồ càng mạnh mẽ trong sự dạy dỗ về lời Đức Chúa Trời cho con dân của Chúa. Amen. Chúng ta thấy ma quỷ thất bại không? Chúng ta không hề hay biết sẽ có COVID-19, nhưng Đức Chúa Trời biết. Và Đức Chúa Trời đã sắm sẵn nào là Facebook này. Chúng ta thấy cách đó không? Chúng ta thấy cách đó không? Đức Chúa Trời sẵn sẵn Zoom này. Đức Chúa Trời sắm sẵn những cái app khác nhau để trong lúc này ân tứ dạy dỗ phải được phóng thích ra, dù bị bắt bớ, dù bị cấm đoán, dù bị cấm nhóm nhau lại. Nhưng hội thánh của Chúa điển hình tại VBC hơn một năm qua, khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại Texas, hội thánh đã không bỏ cuộc. Amen. Vẫn nhóm trên mạng internet. Chúng ta thấy điều đó không vậy? Đó là sự chiến thắng của Chúa Giêsu đó này. Ma quỷ nó nhầm rồi. Nó tưởng là nó sẽ làm cho con dân của Chúa không còn nghe lời Đức Chúa Trời nữa. Nhưng nó đã thất bại rồi. Vì cái đó mà tôi kêu gọi các tôi tớ của Chúa nào co lại chức vụ của mình. Đặc biệt tại Việt Nam, đang giữa lúc mà không còn nhóm nhau lại được nữa. Có nhiều con gái Chúa nhắn tin cho tôi và họ chạy toán loạn anh em. Họ nói mục sư, có giờ nào mục sư giảng không vậy? Cho con tham gia với tôi nói, ủa chứ hội thánh của con sao? Chào thánh của con, mục sư chỉ nhóm Chủ nhật con mà. Còn từ thứ hai cho thứ bảy, con không có lời của Chúa. Và tôi nói thì vậy thì xin mời vào học Kinh Thánh. Anh chị em, ân tứ dạy dỗ rất là quan trọng. Và công vụ đoạn 5 câu 42, ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ, rao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Jesus Christ, tức là Đấng Christ. Anh em, chúng ta trở lại với nền tảng của Kinh Thánh. Đó là ngày nào chúng ta cũng phải có thời giờ để dạy dỗ lời Đức Chúa Trời cho gia đình của chúng ta. Amen. Bao nhiêu người sẵn sàng làm điều này nào? Nếu còn có cơ hội, con của mình vẫn còn ở với chúng ta đó. Đây là cơ hội tốt để chúng ta dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời cho con của chúng ta. Amen. Lời của Chúa đi ra không trở về luống nhân đâu nè. Có thể chúng ta dạy và chúng ta có đôi khi thắc mắc là Chúa ơi, con thấy chẳng thấm vào đâu cả. Nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta trung tín rồi sẽ thấy. Amen. Cứ trung tín đi, chúng ta cứ gieo đi, chúng ta sẽ thấy. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy điều gì ở cái ơn khuyên bảo, xin lỗi, ơn dạy dỗ này mà tôi tớ của Đức Chúa Trời đã dạy dỗ trong hội thánh của Chúa tại Roma. Hội thánh của Chúa tại đây cũng có những con người có ơn dạy dỗ. Và Chúa nói gì? Ai được kêu gọi vào ơn dạy dỗ hãy tận tâm, có là gì? Nhiệt tình, nhiệt huyết, không sợ hãi, không trì hoãn, không hẹn rày, không hẹn mai, hãy bắt đầu làm đi. Thì tôi tin rằng hội thánh sẽ bắt đầu có trật tự. Tôi thấy lớp cho các em thiếu nhi mỗi buổi sáng chủ nhật vận hành rất là tốt. Nhưng tôi cầu nguyện để Chúa dấy lên đó là có cái lớp cho các chị em phụ nữ. Cho tôi nghe chữ Amen. Ai sẵn sàng cầu nguyện cho điều này? Anh em, chúng ta phải cầu nguyện để những sư tử cái phải vùng lên. Amen. Vùng lên để giành lại con của mình ra khỏi xiềng xích của ma quỷ. Hãy can đảm lên. Amen. Amen. Rồi lớp cho các youth là thanh niên vận hành mỗi buổi tối thứ sáu đầu tháng. Chúng ta cầu nguyện để Chúa cho vận hành trở lại, để hội thánh của Chúa nhịp nhàng trong cái ơn dạy dỗ. Amen. Về đường lối của Chúa, sự hiện diện của Chúa, sự sức giàu của Chúa, ơn của Ngài. Và khi hội thánh của Chúa bắt đầu vận hành các ân tứ nhịp nhàng với nhau, hội thánh của Chúa sẽ tìm đúng cái sự bứt phá tuyệt vời trong sự sức giàu của Chúa. Chúng ta đến với ân tứ thứ tư. Ơn khích lệ hay còn được khuyên bảo. Ai được ban cho ơn khích lệ hãy bền lòng khích lệ. Bản dịch cũ nó là ai gánh việc khuyên bảo hãy khuyên bảo.
Thế thì theo anh em, ân tứ khuyên bảo khó hay dễ? Đến nỗi Chúa dùng cái từ là phải bền lòng mà khuyên bảo nha. Thí dụ như bảy mà khuyên người nhà của mình, khuyên chồng của mình phải bền lòng. Amen. Anh chị em ở đây có con cái mà chưa yêu Chúa đó, anh ta thấy rằng chúng ta phải bền lòng. Bền lòng có là gì? Không bỏ cuộc, kiên định. Amen. Amen. Vững vàng. Mình cứ khuyên con của mình đi. Anh em, mình cứ trung tín trong sự khuyên bảo đi, thì chúng ta sẽ thấy một ngày nào đó con của mình chúng ta sẽ tìm lại được. Con trai, con gái trong sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Amen. Đừng bỏ cuộc. Khuyên bảo, Kinh Thánh dùng cái từ gánh bản dịch cổ có là gì? Công tác khuyên bảo hay là ân tứ khuyên bảo này không phải là một ân tứ dễ chịu đâu. Đặc biệt với văn hóa, với luật ở nước Mỹ, khuyên bảo mà không đúng là coi chừng bị thưa đó. Coi chừng thu âm rồi bị kiện ra tòa đó. Anh em, văn hóa Việt Nam thì nó dễ. Nhưng mà văn hóa tại Mỹ, một mục sư mà khuyên bảo, đụng đến cái riêng tư của họ khuyên bảo, dù đó là đúng mục sư khuyên, nhưng mà họ ghét, họ có quyền thưa kiện chúng ta lum xùm hết đủ thứ mọi điều. Đôi khi chúng ta nhọc nhằn lắm. Vì cái đó mà Kinh Thánh Chúa nói gì? Ai được ơn khích lệ, hãy bền lòng mà khích lệ hay là khuyên bảo. Khích lệ có nghĩa là động viên, khuyên bảo là dìu dắt, nâng đỡ những con người yếu đuối để họ trở nên mạnh mẽ. Một cái câu Kinh Thánh mà chúng ta nhìn thấy trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô về sự khuyên bảo. Vậy công vụ đoạn 20 câu 31: vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm hằng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Anh em, khi tôi đọc đến câu Kinh Thánh này, trong sự suy gẫm để soạn bài chia sẻ đó, thì tôi mới thấy kinh khiếp. Đó là tâm tình của sứ đồ Phao-lô. Anh em, nếu chúng ta đọc không kỹ, chúng ta không thấy tấm lòng của ông. Nhưng chúng ta đọc kỹ và trong sự soi sáng đức tin, chúng ta thấy tâm tình của sứ đồ Phao-lô đáng để cho chúng ta học theo. Ông nói gì ạ? Hãy tỉnh thức nhớ lại 3 năm. Hằng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt mà khuyên bảo cho mọi người. Anh em, có một người nào khóc cho những người yếu đuối, cho con cái Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô đó, mà ông nói rằng là 3 năm trời, ngày cũng như ban đêm, khi ông cầu nguyện ông khóc. Có tôi tớ của Chúa nào có tâm tình đặt đến như Phao-lô không? Khi thật sự khi tôi đọc đến câu Kinh Thánh này, tôi run sợ anh em. Tôi run sợ. Vì cái đó mà Kinh Thánh dùng cái từ bền lòng. Sứ đồ Phao-lô đã bền lòng trong 3 năm ngày và đêm, cưu mang quặn thắt, cầu nguyện để khuyên bảo mọi người tại thành Ê-phê-sô. Bao nhiêu người làm công tác hầu việc Chúa, chúng ta thấy rằng trong con cái Chúa có những con cái Chúa rất là dễ thương, nhưng mà cũng có những con cái Chúa rất là khó dễ thương. Bao nhiêu người làm công tác mục sư thấy rằng trong con cái Chúa có nhiều người họ mềm mại, họ lắng nghe, họ vâng phục. Nhưng bao nhiêu mục sư đã thấy có những con chiên nổi loạn, chống nghịch, nói xấu. Và thực sự không ai thích điều đó cả. Nhưng đôi khi Chúa đặt để trong hội thánh có những dạng người như vậy để đẩy cái ân tứ khuyên bảo này lên. Amen. Amen. Trong chức vụ của tôi, như tôi nói, cách đây nhiều năm về trước, một mình tôi solo một mình. Thật sự khuyên bảo nó khó lắm. Đôi khi chúng ta khuyên bảo một người đầu tiên nó dễ, nhưng mà khuyên bảo với một người nổi loạn thì rất nổi loạn với chính mình đó nha, thì mình khuyên bảo rất là khó. Mình gặp phải một cái sự ngăn trở ngay. Và tôi thấy nó khó. Mà tôi hiểu rằng nếu không khuyên bảo thì người đó sẽ tiếp tục đi lạc lối. Amen. Cho nên tôi đã bắt đầu huấn luyện.
huấn luyện đào tạo những người hầu việc Chúa. Và tôi khám phá rằng trong những người mình đang huấn luyện đó, trở thành những người hầu việc Chúa đó, có những người có ân tứ khuyên bảo. Và tôi kêu những người đó đến, tôi nói gì? Con có thể giúp thầy cầu nguyện rồi khuyên bảo tâm tình, tâm sự với người đó không? Và tôi thấy khi học trò tôi bắt đầu lắng nghe điều đó và bắt đầu cầu nguyện, thì các học trò tôi giúp đỡ cho chức vụ tôi rất là nhiều. Đó là khuyên bảo với những con người khác mà tôi không cần phải ra mặt nữa. Và thế là tất cả đều nhịp nhàng trong sự vận hành ân tứ của Đức Thánh Linh. Amen. Và sứ đồ Phaolô đã 3 năm anh em. 3 năm. Chứ không phải một ngày, một sớm, một chiều. 3 năm. Ngày và đêm, ông từng chảy nước mắt mà khuyên bảo những con cái Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô. Và không những thế thôi, một câu kinh thánh nữa để chúng ta thấy rằng tâm tình của sứ đồ Phaolô qua việc khuyên bảo này, đó là thời điểm mà ông đến thành Roma trong cái đoạn cuối của sách Công vụ các sứ đồ. Anh em, ông bị giải đến thành Roma để kết tội vì cớ phúc âm của Chúa. Một con người bị kết tội, bị bắt, bị cầm, bị xiềng, bị giải đến thành Roma để kết tội. Nếu tôi là Phaolô, tôi không biết tôi có tâm trạng để khuyên bảo người khác không. Nếu ai đó trong buổi nhóm tối nay, nếu có tôi tớ của Chúa, anh chị em nào đang ở trên Internet, nếu ta đặt địa vị mình là Phaolô đang dẫn đến Roma để chịu kết tội ra tòa án, để chịu xét xử vì cớ giảng phúc âm, liệu chúng ta còn có đủ bình tĩnh để khuyên bảo người khác không? Nhưng mà sứ đồ Phaolô đã để lại chúng ta thấy chức vụ khuyên bảo thật là quan trọng. Chúng ta thấy công vụ đoạn 28 câu 23 công bố như thế này: họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông. Từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các lân tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Giê-xu. Wow! Anh em thấy một con người chuẩn bị ra tòa án để bị xét xử, chuẩn bị vào tù. Nhưng ông không nề hà. Ông thật sự đã gánh cái sự khuyên bảo này trước mặt Chúa. Amen. Ông đã thật sự bên lòng, nhẫn nại, kiên nhẫn để khuyên bảo những người Do Thái, những người Giu-đa đến thăm ông. Ông lấy luật pháp, ông khuyên bảo họ về một điều thôi, đó là về Đức Chúa Giê-xu. Amen. Amen. Ông không nhờ vả họ gì cả. Ông không nói là nhớ thăm nuôi tôi nha, nhớ đi thăm nuôi tôi nha, nhớ đem thức ăn cho tôi nha. Không. Tấm lòng của ông, tâm tình hầu Chúa của sứ đồ Phaolô trong ơn khuyên bảo này đáng lẽ, đáng để cho tôi và các anh chị em học tập về tâm tình này. Amen. Không phải tại thành Ê-phê-sô 3 năm đêm, đêm và ngày ông khóc cho con cái Chúa tại đó mà thôi. Nhưng trong những ngày cuối cuộc đời của ông, anh em, ông vẫn dành trọn thời gian để khuyên bảo những người khác về Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Bao nhiêu người thấy điều này và chúng ta, trong chúng ta có một cái sự cáo trách và chúng ta cảm thấy hổ thẹn quá. Bây giờ mình đâu có bị bắt gì đâu. Mình đi nhóm lại đi bằng xe hơi, đi đâu cũng bằng xe hơi. Mình đâu có bị xích xiên gì đâu. Nhưng mà chúng ta lại không có cái tâm tình khuyên bảo người khác về Chúa Giê-xu. Trong lúc chúng ta đang được tự do, ở một đất nước tự do, mà chúng ta không ráng sức khuyên bảo người khác về Chúa Giê-xu, thì anh em đừng có nói rằng chúng ta về Việt Nam, chúng ta không lường trước được cái sự của Chúa tại Việt Nam nó khó như thế nào như chúng tôi đã trải qua đâu. Chúng ta không lường trước được đâu. Nếu ở đây chúng ta không chịu luyện tập ân tứ này, thì ở đâu chúng ta sẽ luyện tập được ân tứ này? Và tác giả Hebrews đoạn 3 câu 13 đã công bố rằng: nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau. Anh em thấy không? Ân tứ này rất cần trong hội thánh. Đó là hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Amen. Anh em thấy ân tứ khuyên bảo quan trọng không? Rất 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 quan trọng trong hội thánh của Chúa.
Tôi âm thầm cầu nguyện cho những người tôi biết họ có những chiều hướng khác, và tiếp xúc với họ giờ nào, giây phút nào, tôi dùng lời khuyên bảo để khuyên bảo họ, để dập tắt những cái ngọn lửa cháy lan không ảnh hưởng tốt trong hội thánh của Chúa. Anh em, bao người thấy rằng chúng ta có ân tứ khuyên bảo nào? Hãy gánh việc khuyên bảo. Hãy bên lòng mà khuyên bảo. Amen. Và ân tứ thứ năm, đó là ân tứ ban cho. Điều này tôi không nói nhiều vì hội thánh của Chúa tại đây đã có một tấm lòng rất rộng rãi trong việc dâng hiến, trong việc ban cho. Mà nhờ vậy, hội thánh cơ sở, và không phải chỉ cho mình mà cho khắp nơi trên thế giới, đặc biệt cho quê hương yêu dấu của chúng ta. Amen. Amen. Sự ban cho. Nhưng tôi vẫn nói với anh em rằng sự ban cho nó phải rộng rãi. Cho tôi nghe chữ amen. Sự ban cho là phải rộng rãi. Dâng hiến thì đừng dâng hiến mà tính từng cắt với Chúa. Một ngày kia tôi đi ăn bún bò Đức Trường. Tôi xin phép những người dẫn tôi đi để tôi trả tiền. Và tôi mới khám phá rằng cái tô bún bò nó không có rẻ như tôi nghĩ. Và tôi so lại cái vấn đề dâng hiến của tôi. Tôi thấy, ố, như vậy mình dâng hiến cho Chúa, Chúa chưa ăn được tô bún bò nữa. Và tôi đã thay đổi cách dâng hiến của tôi. Và 9 tháng rồi tôi ở đây, tôi vẫn nuôi mình bằng chính sự thành tín của Ngài. Amen. Amen. Tôi nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Các anh em, dâng hiến thì phải rộng rãi mới gọi là dâng hiến. Cho tôi nghe chữ amen. Còn dâng hiến mà tính mà toán thì không còn gọi là dâng hiến nữa. Vì Kinh Thánh phán rằng Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Ananias và Sapphira đã dâng hiến, nhưng họ đã không làm cho Chúa vui lòng và họ đã chết. Có những người dâng hiến, càng dâng hiến càng được phước. Có những người dâng hiến thì lại không được phước, bởi vì Chúa đã nhìn thấy thái độ dâng hiến của họ không bắt đầu từ lòng rộng rãi. Amen. Amen. Họ đã không bắt đầu từ lòng rộng rãi. Và ân tứ thứ sáu, đó là ân tứ lãnh đạo hay là quản trị đó. Thì Kinh Thánh dùng rằng là ai được ơn lãnh đạo hãy chuyên cần lãnh đạo. Chuyên cần có nghĩa là gì ạ? Chuyên cần có nghĩa là siêng năng. Amen. Amen. Không nhát gừng, không vui thì hướng dẫn. Lãnh đạo có nghĩa là hướng dẫn. Thế thì tôi muốn hỏi, thế anh em hôn nhân, người chồng và người vợ có phải là lãnh đạo trong gia đình không? Có không? Có. Thế thì con cái của chúng ta nó được chúng ta hướng dẫn nó đi không? Hay là với nước Mỹ này, chúng ta bắt đầu bó tay với cái luật đó là 18 tuổi con của mình muốn làm gì nó làm. Anh em, dù đó luật của nước Mỹ, nhưng luật này không đúng với Kinh Thánh. Chúng ta đừng tin cái luật này. Amen. Chúng ta phải sống đúng với Kinh Thánh. Đó là hãy dạy cho con cái của chúng ta đường lối của Đức Chúa Trời. Thế thì ở đây Kinh Thánh Chúa nói rằng là ai được ban cho ơn lãnh đạo hãy chuyên cần siêng năng mà lãnh đạo. Và điều này rất là mạnh mẽ anh em. Phaolô khuyên Timôthê rằng trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 4 câu 5, phải khéo cai trị nhà riêng mình. Phải khéo cai trị nhà riêng mình. Giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Anh em, anh em thấy ân tứ này có quan trọng không vậy? Khi nói đến lãnh đạo chúng ta nghĩ ngay là mục sư. Không, không. Mà lãnh đạo từ trong gia đình. Amen. Cho tôi nghe chữ amen. Tôi học tập làm lãnh đạo phải từ trong gia đình của tôi. Tôi hướng dẫn
vợ tôi. Tôi cùng vợ tôi hướng dẫn con cái của mình. Tôi hướng dẫn các học trò của tôi đi với lời của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Anh em, ơn tứ này rất là quan trọng. Và một hội thánh lớn mạnh, nó bắt đầu từ gia đình anh em. Nó bắt đầu từ gia đình. Và tôi tin rằng hội thánh VBC của Chúa tại đây đã có cái điều này rồi. Đó là chúng ta đã có những cái cam kết về cha mẹ dạy dỗ con cái. Amen. Khi làm lễ dân con, đều cha mẹ phải có một lời tuyên thệ. Đó là làm gương dạy dỗ con cái của mình. Có đúng như vậy không? Có đúng như vậy không anh em? Không làm vấp phạm cho những đứa trẻ. Chúng ta quay trở lại với ơn lãnh đạo từ trong gia đình của mình. Ai muốn trở thành một người lãnh đạo tốt trong Chúa, hãy bắt đầu với ơn này từ trong nhà của mình. Cho tôi nghe chữ Amen. Nếu con cái vẫn còn ở với chúng ta, hãy bắt đầu ơn tứ này tại trong nhà của mình để anh em. Thì chúng ta thấy đó rằng chúng ta sẽ phát triển. Có những sự sai lầm, chúng ta xin Chúa giúp đỡ để chúng ta trưởng thành hơn trong công tác lãnh đạo. Amen. Khi tôi bắt đầu học tập, tôi cũng nóng tính lắm. Rất nóng tính. Nhưng mà thấy càng như vậy càng sai, không hợp với lời của Đức Chúa Trời. Và chấp nhận cắt tỉa, chấp nhận nhờ thần linh của Chúa làm cho chết những cái điều không xứng nghiệp với nền tảng kinh thánh của một người lãnh đạo. Amen. Của một người chồng, của một người cha, của một người lãnh đạo thuộc linh. Và Chúa đã giúp đỡ tôi thắng hơn và giúp đỡ được cho người khác. Amen. Amen. Anh em yêu dấu của tôi, lời của Chúa nói gì? Chúng ta thấy điều này nhé. Thế anh em, người đàn bà hay là người vợ, người mẹ có phải là người lãnh đạo trong gia đình không? Có không? Sao yên lặng quá vậy? Mấy người nữ vùng lên đi chứ. Chị Lan gục đầu, chị Loan gục đầu, chị Loan vợ anh Dũng Quỳnh gục đầu nhưng mà liếc mắt nhìn chồng của mình. Chị an tâm, Chúa bênh vực chị, anh Dũng không làm gì được đâu. Anh em, chúng ta thấy có câu thánh này. Đó là Timothée thứ nhất đoạn 5 câu 14. Vậy ta muốn những gái quá còn trẻ nên lấy chồng, sinh con cái trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu. Anh thấy không? Ký ơn lãnh đạo đó vẫn ở trên người vợ của mình. Amen. Khi tôi thấy thì vợ tôi góp ý cho con của tôi, vợ tôi góp ý cho các học trò của tôi đó, mà tôi thấy đúng đường lối của Chúa, tôi bắt đầu yên lặng rút lui để cho tôi, vợ của tôi tự do có thể hướng dẫn dạy dỗ cho các học trò của trung tâm. Anh em, đôi khi chúng ta là người chồng á, văn hóa của người Việt Nam nó là gì? Dễ lắm là chồng tôi, vợ tớ, phải không ạ? Chồng Chúa, vợ tôi, xin lỗi. Chồng Chúa, vợ tôi. Đó là ông chồng là số 1. Và vợ nói ra một tiếng là gì? Bà biết gì? Bà đàn bà biết gì? Tôi là đàn ông. Anh em, có nhiều người vợ họ có ơn lãnh đạo hơn cả ông chồng nữa. Ông chồng như con gái vậy đó. Đi đứng thì giống như người mẫu vậy đó. Không làm việc nặng được. Còn người nữ hả? Đi Costco, lái xe, đi chợ hết. Còn người đàn ông không biết làm gì trơn. Và nếu chúng ta biết mình không có ơn đó, nhường cái quyền. Nhưng hãy nhớ, đừng cai trị chồng mình nha. Đừng cắm sừng chồng mình nha. Hãy lãnh đạo hội thánh theo ơn, xin lỗi, gia đình tùy theo ơn của Chúa. Và bắt đầu như tôi nói, để học tập trở thành cái người lãnh đạo tốt cho Chúa, hãy bắt đầu từ gia đình của mình. Đó là cái bài, xin lỗi, đó là cái bài chiến trường. Đó là cái bài tập rất tốt cho những người nào muốn hầu việc Chúa. Amen. Nếu chúng ta không lãnh đạo được một gia đình có một người con, hai người con, ba người con, bốn người con, thì làm sao chúng ta lãnh đạo một tổ tế bào có ba người? Chúng ta nghe chữ Amen. Làm sao ta có thể lãnh đạo một cái group có 10 người? Và làm sao đến một lúc Chúa kêu gọi chúng ta vào để làm công tác mục sư, làm sao chúng ta có thể dẫn dắt hội thánh có thể 20 người, 30 người được? Hãy bắt đầu từ gia đình của mình. Cho tôi nghe chữ Amen. Và ân tứ cuối cùng, đó là ân tứ thương xót hay là làm việc thiện nguyện. Thì Kinh Thánh Chúa nói rằng là ai được ơn tứ thương xót hãy vui vẻ mà làm. Anh em thấy có mâu thuẫn không vậy?
ai được ơn thương xót thì Chúa bảo rằng là hãy vui vẻ mà làm. Tại sao vậy? Anh em, tôi nói nhanh về chức vụ của tôi. Chúa cho tôi ơn thương xót để thương và sống chung với những người nghiện tại Việt Nam. Tôi không bao giờ quên những kỷ niệm đối với tôi rất là thánh từ những ngày chập chững bước vào chức vụ. Đó là tôi giúp đỡ cho những người mà tôi gọi là chú không à. Đám em của ba tôi là chú. Họ lúc đó tôi mới có 30 tuổi, 33 tuổi. Họ đã năm mấy, 60 rồi. Có chú lên tới 70 rồi. Và biết gì không? Họ là những người mà chơi hàng đen. Khi họ phê rồi đó, họ không thích tắm. Trên cái mùi hôi của họ đó, xin lỗi anh em là gần là muốn ói. Nhưng tôi chăm sóc họ. Khi họ vã, họ lên cơn nghiện đó. Họ vật vã này biết gì? Có người thì đập đầu vô tường á. Đập đầu vô tường này, máu phun ra. Có người thì buổi sáng súc miệng đó. Họ ấy cái kem súc miệng trên cái bàn chải đánh răng. Họ cầm họ cứ liếm hoài à. Tôi hỏi chứ xin lỗi anh đang làm gì vậy? Thầy tôi đang ăn cà rem mà. Có là họ bị ngất. Họ bị ngất trí. Họ bị khủng hoảng về tâm trí đó. Có nhiều người là không ngủ 7 ngày liên tục nha em. Không ngủ. Không ngủ một giây một phút nào, 7 đêm liên tục như vậy đó. Có nhiều người xin lỗi là họ đi vệ sinh mà tôi nói anh em là nghe cái mùi thì thôi anh em ơi. Là lúc đó một con gái Chúa cho chúng tôi mượn nhà để làm đó. Mà họ nghe cái mùi đó, tôi rửa, tôi múc nước vào tôi rửa. Tôi lấy xà bông vô tôi chà, tôi cọ. Tôi làm sạch. Nhưng mà nhà chủ nhà không chịu nổi, nói gì thầy. Thôi thầy dẫn các anh đi đâu thì đi, chúng tôi chịu hết nổi rồi. Anh em, tôi sống với những con người đó. Tôi ăn với họ, họ toàn là những người bị HIV không à. Môi miệng họ lở, máu mũ không. Khóe mũi họ bị những con virus về bệnh S trong thời kỳ mà nó bộc phát lên, nó ăn đứt khóe mũi, nó ăn con mắt của họ luôn. Cái đạn đó, miệng họ nó trắng tinh và họ chỉ cần thở thôi là chúng ta nghe cái mùi không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng tôi vẫn ôm họ lại trong chỗ của sự cầu nguyện. Trước giờ họ tắt hơi thở cuối cùng, tôi là người ôm họ lại mà trên tay của tôi không có một găng tay nào cả. Tôi bị bác sĩ ở bệnh viện nơi Trân Long, tôi không bao giờ quên giây phút đó, đuổi tôi ra khỏi phòng cấp cứu. Nhưng sau đó họ lại kêu các y bác sĩ đến và nói gì, hãy nhìn kỹ mặt ông mục sư này. Nếu mục sư này muốn vào cái phòng chăm sóc đặc biệt này ngày nào, giờ nào, bất cứ là giờ nào, hãy mở cho ông vào. Vì bệnh nhân đó cần ông hơn cần chúng ta. Anh em, làm công tác thương xót không có nghĩa là chúng ta dâng tiền là chấm hết. Nhưng mà thương xót ở đây, đó là chúng ta thương những con người có hoàn cảnh rất đặc biệt. Liệu chúng ta chăm sóc những người homeless, họ bậy bạ, họ lung tung, họ ăn ở vô trật tự, lúc đó chúng ta sẽ thấy phải lấy lòng vui mà làm. Amen. Amen. Anh em biết rằng khi Phước Nguyên vừa mới ra đời thì tôi bước vào chức vụ. Tôi không có nhiều thời gian ở với vợ tôi và con gái, vì đó là thời điểm mà tôi cũng đồng bước vào cái chức vụ giúp đỡ những người nghiện. Và anh biết gì, tôi tắm rửa cho những người bệnh nhân là chuyện bình thường. Tôi lau chùi vệ sinh number one, number two là chuyện bình thường. Dọn những điều ô uế của họ là chuyện bình thường. Và Chúa đã huấn luyện tôi, ban đầu tôi rất là khó chịu. Vì chưa bao giờ tôi làm công tác đó. Nhưng khi tôi đọc đến phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa nói gì? Ai được kêu gọi ơn thương xót thì hãy vui vẻ mà làm. Amen. Hãy làm với tấm lòng vui vẻ. Amen. Nếu tôi hầu việc Chúa với tấm lòng mà nhăn nhó, kỳ thị, đố kỵ họ, thì tôi nói em rằng ngày hôm nay những người nghiện tại Việt Nam không ai được giải cứu cả. Và các học trò của tôi chẳng bao giờ học từ đứa tôi một điều gì cả. Amen. Một ngày kia tôi không bao giờ quên nhận một cuộc điện thoại. Một sư phụ ông Lạc gọi cho tôi. Ông cho tôi địa chỉ cách nhà tôi khoảng 3 cây số. Tôi chạy đến thì tôi hỏi em cùng cha khác mẹ.
họ nhóm ở Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương. Và tôi vào tôi nói chuyện xong tôi biết là họ là anh em cùng cha khác mẹ. Và đứa em gái nói rằng là anh của con mới ở nhà tù trả về đó mục sư, coi như là bó tay rồi. Vì anh của con vừa là nghiện, vừa là bị HIV trong thời kỳ chuyển qua giai đoạn S rồi. Và tôi nói anh con bây giờ đang nằm ở đâu? Thì khi dẫn tôi lên trên phòng, tôi thấy người thanh niên nó nằm như một con cá khô, không có sự sống gì, khô rúng. Cái bắp chân của người đó nó bằng cái này của tôi, nằm bất động. Và khi tôi bắt đầu sắp lại gần thì cái người bệnh đó nói trong cái những hơi thở cuối cùng của mình mà, và tôi phải cúi sát vào thì người đó đẩy tôi ra. Và người đó nói, cố gắng nói để tôi nghe rằng là xin đừng lại gần. Tôi hỏi có điều gì cấm mục sư lại gần con? Người đó lại nói trong sự thở thào rằng con bị ung thư phổi. Con bị ung thư phổi. Tôi nói không một kẻ nào có thể cấm mục sư đến gần con. Và tôi òa đến cầm tay người đó để bày tỏ sự khích lệ. Đừng sợ gì cả. Thì khi tôi đang cầm như vậy, tôi thấy tay của tôi có những cái giống như kiến cắn. Tôi giật mình, tôi nói, ủa, tại sao lại có kiến? Tôi bắt đầu linh tính, vì tôi chăm sóc những người bị HIV nhiều. Thì tôi linh tính, tôi nói, chết rồi, kiến. Thì anh biết gì không? Tôi lấy tay ra thì những con kiến á, những con kiến lửa, những con kiến riện đó, nó bò vào kẻ tay, nó cắn tôi mà nó nhỏng có rít khó, nó cắn. Nó cắn thì tôi mới tinh ý, tôi mới dòm xuống cái chiếu mà người đó trải nằm. Thì anh biết gì? Không phải hàng chục, không phải hàng trăm, mà hàng triệu con kiến. Bởi vì người đó máu mủ nó lỡ ra. Và tôi nhìn rõ vào đó, thì những con kiến nó chui vào những cái khe nứt của da buộc người đó nứt ra. Mà nó cắn. Nó bò tới tận mắt này. Nó vô đây, nó cắn. Và tôi mới nói, con đừng sợ nha, để mục sư giúp con. Thế là tôi mới chạy xuống, tôi nói đứa em rằng là con đi mua giùm cho mục sư một cái cọ sạch, và mua một mục sư một cái bình xịt kiến. Vì đứa em nó chẳng biết chuyện gì xảy ra, nó chạy vừa đi vừa khóc như vậy. Và đem về cho tôi lên, anh biết tôi cầm cái cọ tôi quét, kiến nó dồn lại một đống như thế này này. Và tôi bắt đầu xịt cho kiến chết hết. Xong xuôi tôi bồng người đó qua một bên, tôi tiếp tục lau dọn. Và tôi hướng dẫn người đó tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, xưng nhận tội lỗi vì những năm tháng còn sống chơi bời phạm tội với Ngài. Và anh biết gì không? Tôi vẫn còn ngồi đó, tôi hát bài thật tôi có sự bình an. Và 5 phút sau thì người đó đã được Chúa tiếp đi trong sự rất nhẹ nhàng. Anh em, tôi nghĩ rằng nếu ngày hôm đó tôi không thương xót bằng sự vui vẻ thì linh hồn người đó không được cứu. Amen. Anh em, một linh hồn quý hơn cả thế gian. Anh em mà sự thương xót nó có trong chức vụ của Chúa Giêsu. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Một trong 8 phước lành bài giảng của Chúa. Và Chúa cũng nói với người Pharisee rằng hãy đi và học cho biết câu này nghĩa gì. Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Amen. Anh em yêu dấu của tôi ơi, Chúa muốn hội thánh của Chúa đầy ơn thương xót. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Đầy ơn thương xót. Anh em, chúng ta nhìn trong hội thánh tối hôm nay, ai cũng lành mạnh cả. Chẳng ai có tật bệnh gì cả. Chúng ta không thấy đâu. Nhưng mà nếu chúng ta đi vào bệnh viện, nếu chúng ta đi đến những người homeless, chúng ta được Chúa bày tỏ, ai muốn cái lòng thương xót được dấy lên, hãy tìm cách tiếp cận những người khốn cùng đi, chúng ta sẽ thấy sự thương xót của Chúa dấy lên và vận hành trong chúng ta, và ơn thương xót đó sẽ dạy chúng ta làm những bước kế tiếp. Amen. Amen. Và sẽ cứu họ bằng sự thương xót của Chúa. Anh em, Chúa Giêsu không chữa lành cho ai nếu không có sự thương xót. Hallelujah. Chúa Giêsu sẽ không chữa lành cho ai nếu Ngài không có sự thương xót. Matthew đoạn 14 câu 14 nói gì? Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót và chữa cho kẻ bệnh được lành. Amen. Anh em ơi, Chúa thấy đoàn dân đông đi theo Ngài 3 ngày nhì năng. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài động lòng thương xót dân này và kêu các môn đồ đến
và nói rằng vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết, ta không muốn để họ nhịn đói mà về, ai phải mệt lũi dọc đường chăng? Anh em, khi tôi đến một hội thánh nào, tôi thấy có sự thương xót, tôi biết chắc chắn 100% Chúa đang ở trong hội thánh đó. Khi tôi nhìn thấy một con người bắt đầu có sự thương xót, vận hành trong con người đó, yêu thương những con người khó cùng, yêu thương những con người bất hạnh, tôi biết Đức Chúa Trời đang ở trong con người đó. Và tôi học được một điều, khi tôi cầu nguyện chữa bệnh cho người nào, nếu tôi không thương họ, Chúa không dùng tôi để đem đến sự chữa lành cho người khác. Tôi phải yêu họ trước đã. Vì cái đó trong phòng tư vấn của tôi, trong những lúc cầu nguyện giải cứu, tôi phải khóc anh em. Vì có những cuộc đời ma quỷ bắt lấy họ, đày đọa họ, đến với họ phá hại hạnh phúc của họ, khốn khổ. Và tôi đã phải khóc rất nhiều cùng với họ trong nước mắt anh em. Khóc với kẻ đang khóc. Và sau đó, tình yêu của Chúa dâng lên trong tôi, bắt đầu hướng dẫn họ và cầu nguyện. Tôi thấy rất hiệu quả anh em khi lòng thương xót được dấy lên. Amen. Tối hôm nay chúng ta học 7 ân tứ rất quan trọng liên quan đến sự phục vụ trong hội thánh của Chúa. Ân tứ nói tiên tri, ân tứ phục vụ, ân tứ khuyên bảo, ân tứ dạy dỗ, phải không? Rồi ân tứ lãnh đạo, ân tứ dâng hiến, và rồi ân tứ chúng ta vừa mới học xong đó là thương xót. Tối hôm nay tôi kêu gọi anh em, đây là buổi tối quyết định cho sự phục hưng chức vụ của mỗi một chúng ta. Amen. Hãy nhớ mệnh đề đó là mạng lệnh. Hãy ai được ơn nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Ai được kêu gọi vào chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai được ban cho ân tứ dạy dỗ, hãy tận tâm tận tình mà dạy dỗ. Ai được ban cho ân tứ khuyên bảo, hãy gánh việc khuyên bảo, hãy bên lòng mà khuyên bảo. Amen. Amen. Ai được ban cho ân tứ ban cho, hãy rộng rãi mà ban cho. Ai được ban cho ân tứ thương xót, hãy lấy lòng vui mà thương xót. Cho tôi nghe chữ amen. Và tối hôm nay anh em, Chúa Thánh Linh đang ở đây. Và Chúa nói tôi, khi tôi ở trong sự nghiệp của Chúa, con kêu gọi họ. Anh em, Chúa không kêu gọi chúng ta ngồi ở một cái chỗ nhất định trong nhà thờ. Mà Chúa bảo chúng ta hãy, có nghĩa là hãy làm đi. Amen. Amen. Chúa nói hãy làm đi. Hội thánh của Chúa tại đây rất cần những ân tứ phục vụ này. Amen. Amen. Chúa nói tôi rằng hãy là có bình thì sẽ có rượu. Trong tiệc cưới ngày hôm đó có 6 chai đá sẵn sàng. Và Chúa đã bảo cái đời tới múc đầy nước đổ vào chai đá đó. Nước đó tượng trưng cho lời của Đức Chúa Trời. Và tôi cùng các tôi tớ của Chúa cùng một sứ gánh đã đem lời của Chúa múc nước là lời Đức Chúa Trời đổ vào trong mỗi đời sống của chúng ta quá nhiều rồi. Amen. Amen. Và bây giờ Chúa nói hãy múc nước đó đem cho kẻ có tiền. Anh em, chúng ta phải thực hành về những điều chúng ta học. 3 bài giảng về hội thánh là sự đầy đủ của Đấng Christ. Hallelujah. Đầy đủ các chức vụ, đầy đủ các ân tứ của các chức vụ, đầy đủ ân tứ phục vụ. Cho tôi nghe chữ amen. Và anh em, các ân tứ phục vụ tối hôm nay, hội thánh Chúa cần, gia đình của chúng ta cần, hôn nhân của chúng ta cần, con cái của chúng ta cần, và những ngày đến, chức vụ của chúng ta rất cần những ân tứ này, khi và chỉ khi chúng ta thực hành các ân tứ này bắt đầu từ tối hôm nay. Tôi muốn kêu gọi, một lời kêu gọi trong danh của Chúa Giêsu. Bao nhiêu người thực sự yêu thương nàng dâu của Chúa tại đây là hội thánh VBC Houston? Bao nhiêu người thực sự yêu nàng dâu của Chúa? Chúng ta biết mà, tôi tớ của Chúa 2 con mắt. Nhưng nếu có 3 người thì có 6 con mắt, phải không ạ? Nhìn rất rõ cục diện. Và hội thánh Chúa cần. Anh em, hội thánh Chúa rất là cần. Rất là cần. Mà chúng ta được ban ân chứ. Giống như sứ điệp tôi tớ của Chúa đã dạng. Chúng ta như người nhận một ta lân đó. Chúng ta đào lỗ, chúng ta chôn mất. Rồi Chủ nhật chúng ta cứ đi thông thả đến nhà thờ. Rồi chúng ta ngồi, chúng ta dự nhóm xong chúng ta ra về. Chúa đâu ban cho ân tứ. Đến Chủ nhật
rồi ta đến xong chúng ta về. Vì trong hội thánh có rất nhiều người cần khuyên bảo. Amen. Cho tôi nghe chị amen. Trong hội thánh có rất nhiều người cần thương xót. Amen. Trong hội thánh của Chúa có rất nhiều người cần được giải cứu. Amen. Tôi tới của Chúa bằng nhiều việc. Chúng ta hãy cùng nhau đỡ cánh tay của tôi Chúa lên. Bao nhiêu người sẵn sàng đỡ cánh tay của tôi Chúa lên? Anh em, chúng ta không đỡ mà chúng ta còn kéo tay của tôi Chúa xuống nữa thì bỏ tay rồi. Tối hôm nay tôi kêu gọi anh em, hãy là người phục vụ. Hãy là người sẵn lòng để Chúa dùng chúng ta với 7 ân tứ mà chúng ta học tối hôm nay về ân tứ phục vụ. Amen. Amen. Hãy bắt đầu trong tối hôm nay. Cho đến giờ phút này tôi kêu gọi các anh em. Hãy đứng lên, nhanh chóng đứng lên và chạy lên phía trước đây. Mỗi người chúng ta đối diện với lời của Chúa tối hôm nay. Nếu Chúa hỏi rằng ta ban cho con ân tứ, ta ban cho con 3 ân tứ, ta ban cho con 5 ân tứ, ta ban cho con 1 ân tứ. Chúa muốn chúng ta trình diện cái việc làm lợi ân tứ đó ra buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Anh em, Chúa giao chúng ta và Chúa muốn chúng ta làm lợi nó ra. Chứ Chúa không muốn chúng ta chôn giấu nó. Thì các anh chị em yêu dấu của tôi biết chúng ta là những con người, những viên đá sống cho hội thánh của Chúa tại đây. Những con người có sự cưu mang, quặng thắt cho hội thánh của Chúa. Biết bao nhiêu điều hội thánh Chúa cần. Anh em đừng đứng ở ngoài để rồi chúng ta cứ đứng như một người ở trên bờ sông và nói mà không bao giờ làm. Đừng. Nhưng chúng ta phải là những con người làm theo mệnh lệnh mà Chúa nói. Hãy. Trên tối hôm nay chúng ta lên đây để đối diện với Chúa. Và chúng ta hãy xét. Chúng ta có được Chúa ban cho những ân tứ gì? Chúng ta được Chúa ban cho những ân tứ nào ở trong những ngày qua chúng ta đã học? Chúa ban cho chúng ta chức vụ nào? Chúa kêu gọi chúng ta vào công việc gì? Chúa ban cho chúng ta ân tứ của chức vụ nào? Hay là ân tứ phục vụ nào? Ai được ân nói tiên tri, hãy nói theo được đức tin. Ai được ân phục vụ, hãy hết lòng phục vụ. Ai được ân dạy dỗ, hãy tận tâm dạy dỗ. Ai được ân khích lệ, hãy lấy lòng, bền lòng khích lệ. Ai được ơn ban cho, hãy rộng rãi ban cho. Ai được ơn lãnh đạo, hãy chuyên cần lãnh đạo. Ai được ơn thương xót, hãy vui vẻ mà làm. Cho nên anh em yêu dấu của tôi, đừng thụ động với Chúa ngay giờ này, mà chúng ta hãy năng động với Chúa và nói với Chúa rằng con biết Chúa đã ban cho con ân tứ trong 7 ân tứ phục vụ, nhưng con thú thật với Chúa rằng những ngày qua con đã không đáp ứng cái mệnh lệnh của Chúa, đó là hãy. Con đã không thực hành, con đã không áp dụng, con đã không sống đi theo cái ân tứ một Chúa ban cho con. Con chỉ là một người giữ lễ, con chỉ là người tham gia, mà con không phải là người xây dựng hội thánh của Chúa. Tối nay các anh chị em yêu dấu của tôi, hãy đến với Chúa, hãy năng động anh chị em. Xin đừng thụ động với Chúa trong giờ phút này, vì Chúa chúng ta rất là năng động. Hãy xin lỗi Chúa nếu chúng ta đã giấu những ta lâm, nếu chúng ta đã giấu những ơn Chúa ban cho chúng ta. Xin hãy xin lỗi Chúa và hãy nói với Chúa rằng đêm nay con quyết định ăn năn. Con quyết định từ bỏ cái cách cũ của con. Chúa bảo chúng ta rằng đừng hầu Chúa theo cách cũ nữa. Có những cách cũ anh em, nó không còn ứng xứng hiệp nữa, hãy từ bỏ đi. Và nàng dâu của Chúa tại đây rất cần sự làm việc của chúng ta, rất cần sự dấn thân của chúng ta. Anh em sẵn lòng, Chúa sẽ dẫn dắt. Anh em đầu phục, Chúa sẽ sẵn lòng. Và nhiều cái sự dẫn dắt của Chúa sẽ vận hành theo ơn của Chúa cho chúng ta. Trên giờ này mỗi một chúng ta cùng nhau giơ lòng và giơ tay đến với Chúa và cầu nguyện các anh chị em. Là Chúa Thánh Linh giờ này con cầu nguyện. Xin Chúa hành động giữa vòng giờ cầu nguyện của hội thánh Chúa tối hôm nay. Chúa yêu của con tin lời của Chúa
đã giúp đỡ cho chúng con nhìn thấy. Đó là chúng con đã được ban cho ân tứ, nhưng chúng con đã không đáp ứng cái mệnh lệnh của Chúa, đó là hãy thực hành, hãy áp dụng, hãy bước đi, dù gặp thời hay không gặp thời, dù nghịch cảnh hay thuận cảnh, dù gia đình ủng hộ hay không ủng hộ, thì Chúa ơi, xin cho mỗi một chúng con tiến lên với ơn kêu gọi của Chúa, với ơn tứ mà Chúa ban cho chúng con, đó là để xây dựng hội thánh của Ngài. Ơn tứ Chúa ban cho mỗi một chúng con, đó là để trang điểm nàng dâu của Ngài. Tại đây Chúa giáo của chúng con ơi, lại Chúa xin đừng để chúng con tù trừ, đừng để mỗi một chúng con hẹn rày hẹn mai nữa, nhưng mà cho chúng con quyết định bắt đầu từ tối hôm nay Chúa ơi. Hỡi Chúa, Chúa biết tất cả mọi điều, Chúa biết hội thánh của Chúa, Chúa biết từng con dân của Chúa, Chúa biết từng ân tứ của Chúa giao cho mỗi anh chị em của chúng con. Lạy Chúa, xin nâng đỡ, xin thuyết phục các anh chị em của chúng con ngay giờ này, để chúng con đáp ứng 7 ân tứ và 7 mệnh lệnh ở đó. Xin đừng để chúng con trù trừ, xin đừng để chúng con giống như đầy tớ gian ác kia đã chôn ta lần và không làm lợi nó ra. Vì Chúa nói rằng ngươi đã làm lợi ra 5 ta lần, ngươi sẽ cai trị 5 thành. Ngươi làm lợi ra 3 ta lần, ngươi sẽ cai trị 3 thành. Đó là phần thưởng các anh chị em. Nếu chúng ta không trung tín sử dụng ân tứ của Chúa ban cho chúng ta, Chúa không giao chúng ta một công việc nào cả. Nhưng nếu ta trung tín, Chúa sẽ giao 5 thành, 5 công việc để chúng ta làm việc Chúa anh em, để chúng ta hưởng được cái phước, đó là được phục vụ Chúa, dấu yêu đã chết đền tội cho chúng ta. Chúng ta phục vụ Chúa vì cớ Ngài đã yêu chúng ta. Chúng ta phục vụ Chúa vì cớ Ngài đã chết thay đền tội chúng ta. Chúng ta phục vụ Chúa vì không điều gì, không ai có thể sánh bằng Chúa yêu dấu của chúng ta cả. Chúng ta phục vụ Chúa vì cớ chúng ta yêu Ngài. Chúng ta phục vụ Chúa vì cớ chúng ta biết ơn Ngài. Và chúng ta là những viên đá sống. Chúa không kêu gọi chúng ta được cứu mà thôi, nhưng Chúa kêu gọi chúng ta và Chúa ban ân tứ để ta xây dựng hội thánh của Ngài. Anh chị em yêu dấu, trong giờ này có anh chị em nào chúng ta bị cáo trách, được thánh linh của Chúa nhắc nhở vì cớ chúng ta đã không vận hành trong ơn của Ngài, chúng ta đã không thực thi ơn của Chúa ban cho chúng ta, chúng ta như người đầy tớ gian ác kia, thì xin chúng ta cứ lớn tiếng và cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho anh em của chúng ta trong 9 giờ phút này. Hỡi Thánh Linh, xin hành động. Xin hành động trên mỗi một chúng con Chúa ơi. Xin hành động trên mỗi một chúng con hỡi Chúa. Xin hành động trên mỗi một chúng con Chúa ơi. Xin nhắc nhở để anh em của chúng con nhớ lại, chúng con đã được Chúa ban cho ơn bởi sự đặt tay của các tôi tớ Chúa. Vì chúng con ở đây là nơi mà đã từng tổ chức các kỳ đại hội đem lửa thánh linh của Chúa đụng chạm đến những cuộc đời khác nhau, đem sự sức dầu từ thánh linh của Chúa ảnh hưởng trên những chức vụ và những cuộc đời khác nhau. Thì xin Chúa ngay giờ này mở mắt cho mỗi một chúng con để thấy rằng hội thánh địa phương là hội thánh của Chúa tại đây rất rất là quan trọng với chúng con, vì đây là nhà của chúng con. Đây là nhà của Đức Chúa Trời mà chúng con là những chi thể trong thân thể của Ngài tại đây hỡi Chúa. Rất quan trọng. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi anh em chúng con nhìn lại, nhớ lại những ân tứ nào Chúa đã ban cho chúng con, để chúng con bắt đầu thực hành tối hôm nay, thực hành ngày mai, thực hành những ngày, từng ngày, từng ngày Chúa ơi. Để ân tứ của Chúa được trao dồi, được sức dầu, được phóng thích ra từ chúng con, và chúng con trở thành những người xây dựng hội thánh của Chúa tại đây, cùng với tôi tớ của Chúa, cùng với ban chấp hành, cùng với những nhân sự đang có mặt ở trong hội thánh của Chúa, Chúa ở của chúng con.
Xin mời anh chị em nào chúng ta được Chúa nhắc nhở, xin lớn tiếng và cầu nguyện cho chính mình và anh chị em của chúng ta. Phải Chúa. Amen. Amen. Cori bị cái đó cả mà mua tô cori cái gì kia ra mang đi cái này. Cái này đi bà bố số bà bố tô cái bà bố số bà tô cái gì kia. Chúa ơi xin hành động Chúa yêu của chúng con. Cori bị cái gì ra mà làm mà tô cái đi. Sao này bà bố số bà tô cái bà bố số tô cái mà tô cái bà tô. Cori bị cái gì kia cái gì kia cái gì kia cái gì kia làm mà tô cái bà tô cái đi. Tocar por sua mão, 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 Hallelujah. Xin ta tiếp tục cầu nguyện anh em. Để cho Chúa thấy quyết định tối hôm nay phá vỡ tất cả những cái điều gì những ngày qua, những năm tháng qua. Đừng để nan đề, đừng để nghịch cảnh, đừng để dịch lệ, đừng để bất cứ nan đề nào nó ngăn trở chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa. Đừng anh em. Hallelujah. Xin ta tiếp tục cầu nguyện. Anh chị em nào được Chúa tiếp tục nhắc nhở, xin lớn tiếng cầu nguyện. Xin sửa sai chúng con Chúa ơi. Xin đừng để chúng con làm công dân trá trước mặt Ngài. Cho chúng con ý thức và chịu trách nhiệm những ân tứ Chúa ban cho chúng con là để xây dựng hội thánh. Và cho chúng con phải biết chúng con được sinh ra, được góp phần làm viên đá sống cho hội thánh của Ngài tại đây. Cùng với những ân tứ Chúa ban cho chúng con tin rằng không ai trong chúng con tối hôm nay và cả trong hội thánh của Chúa và những người ở trên buổi nhóm chúng con trên Internet, không ai lại không có ân tứ Chúa ban cho. Nhưng đôi khi chúng con rụt rè, đôi khi chúng con không dạn dĩ, đôi khi chúng con không can đảm đủ, đôi khi chúng con để nghịch cảnh, đôi khi chúng con chờ thời. Và vì những lý do đó khiến chúng con không thực sự sử dụng ân tứ Chúa ban cho chúng con một cách đúng đắn nhất.
để xây dựng hội thánh là nàng dâu của Ngài. Chúa Ngài luôn luôn muốn nàng dâu của Chúa xinh đẹp, đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời và đáng sợ như đạo quân Dương Cờ Xí. Lạy Chúa, xin giúp đỡ cho hết thảy anh chị em của chúng con tối hôm nay, những người nghe trực tiếp sứ điệp này, mỗi một chú con có sự ăn năn sâu xa và đem chúng con trở lại và nói với Chúa rằng từ bây giờ trở đi, chúng con sẽ là những đầy tớ trung tín trước mặt Ngài, trung tín sử dụng ân tứ Chúa ban cho, trung tín với ơn mà Chúa đã kêu gọi, dù gặp thời hay không gặp thời. Xin cho chúng con học được tâm tình của Chúa Giêsu qua tối hôm nay. Xin chúng con nhìn thấy tâm tình khuyên bảo, ơn khuyên bảo của chức vụ sứ đồ Phaolô. Cho chúng con có thấy tâm tình của sứ đồ Phaolô, vấn đề dạy dỗ Chúa Giêsu của chúng con. Chúa Giêsu ơi, xin đừng để chúng con nề hà, đừng để chúng con thối thác nữa. Nhưng mà xin cho chúng con lao vào để gánh vác với công việc của nhà Chúa đặt để tại nơi này, để xây dựng hội thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài thật nhiều, Chúa yêu. Để hội thánh của Chúa tiếp tục lớn mạnh, phát triển, có một thân thể rất là chững chạc, trưởng thành trước mặt Ngài. Đây ân tứ, đây chức vụ, đây các ân tứ phục vụ Chúa giáo của chúng con, để chuẩn bị một sự phân ân lớn đến trên hội thánh của Chúa, để chuẩn bị cho hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn linh hồn được cứu thêm vào hội thánh của Ngài, Chúa ơi. Xin cho chúng con có quyết định đúng, sống đúng, để chuẩn bị cho sự phục hưng sắp đến. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con biết ơn Ngài. Hallelujah. Xin Chúa là Đấng Christ làm đầy dẫy, làm đầy đủ trong hội thánh của Chúa tại đây, với năm chức vụ năm mặt, với các ân tứ của các chức vụ khác nhau, và các ân tứ phục vụ trong Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 8 mà tối hôm nay chúng con đã được học xong. Chúng con cảm ơn Ngài, Chúa ơi. Chúng con biết ơn Ngài, biết ơn Chúa, biết ơn Chúa. Và chúng ta cứ tiếp tục đứng. Jesus, so God, the Christ. Amen. Kuri bikara mangan de gidi 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 mangan de gidi. Kana bara 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 de 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 Hallelujah. Tiếp tục dẫn dắt chúng con trong giờ cầu nguyện cho Việt Nam, cho quê hương của chúng con. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Jesus, can I, Amen. Ta cứ tiếp tục đứng và chúng ta sẽ hướng lòng về với Chúa và cầu nguyện hiệp một với nhau, cầu nguyện cho Việt Nam, đặc biệt ở tại Sài Gòn. Thông tin trước khi tôi đến với hội thánh tối hôm nay, cũng như mục sư Huỳnh Quốc Khánh đã báo cho chúng ta biết, và có tại Sài Gòn thì hơn 5.000 người bị nhiễm rồi anh em.
hơn 5.000 người. Và đây là một cái điều mà đem lại cái sự bất an, gieo rắc sự sợ hãi cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và 93 cái chợ đã bị đóng cửa. Và chúng ta biết rằng đây là một cái điều nó gây ra sự hoang mang vì lương thực. Chúng ta biết rằng nếu không cẩn thận thì cái sự thiếu lương thực, thiếu nhu yếu phẩm nó sẽ tràn ra dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chúng ta là người Việt Nam, giờ phút này chúng ta cùng hướng lòng về với Chúa và cầu nguyện cho các y bác sĩ. Họ cũng rất là bị căng thẳng vì có những loại vaccine của Trung Cộng chích vào các bác sĩ cũng đã bị chết. Và những người dân thường cũng bị chết, không chết thì cũng bị điếc lỗ tai hoặc là gây ra những điều hoang mang trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng ta đang đứng ở tại đất nước Hoa Kỳ, chúng ta thừa hưởng cái nền y học, cái nền về y khoa rất là tốt. Và chúng ta được hưởng các vaccine rất là tốt. Nhưng cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì đang rất là điều đứng về cái tình trạng này. Họ đang rất là mệt mỏi. Dường như các tỉnh thành bây giờ đều có bóng dáng của con virus này. Cho nên chúng ta cùng nhau ôm dân tộc Việt Nam của chúng ta và cầu nguyện ngay giờ phút này. Và chúng ta cùng hiệp một với mục sư Huỳnh Quốc Khánh trong cái lời cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam. Xin trân trọng kính mời mục sư. Chúa kính yêu, chúng con đứng vào vị trí của một người Việt Nam. Và chúng con thay mặt cho tổ phụ ăn năn ở trước mặt Ngài. Vì chúng con đã xoay lưng khỏi đấng tạo hóa của mình. Và chúng con đã chọn sống trong cuộc sống thờ tự cũng như mọi việc. Chúng con đã chọn thờ lại tạo vật hơn đấng tạo hóa. Xin Chúa tha thứ. Lạy Chúa, cũng như tội lỗi của các thế hệ trước, chúng con thấy ngày hôm nay đang gặp với những điều khó khăn. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con xin Chúa nghe thương xót. Lạy Chúa, đứng trước tình hình của dịch bệnh COVID đang lây lan một cách nhanh chóng, chúng con nguyện xin Chúa nghe thương xót. Ngài can thiệp vào, cánh tay quyền năng của Ngài chặn đứng Chúa Giáo, khiến cho COVID không thể phát triển cũng như lây lan một cách nhanh chóng nữa, nhưng nó phải chậm lại rồi dừng hẳn ở trong ơn của Ngài. Bởi quyền năng của Chúa, Ngài hành động Chúa Giáo. Chúng con cầu thay cho dân tộc của chúng con ở trong thời gian này. Bởi quyền năng của Chúa, Ngài có thể can thiệp vào. Ngài có thể làm công việc mà Chúa Ngài đã bày tỏ cho chúng con trong lời của Chúa. Chúng con đứng vào trong vị trí của những thầy tế lễ và chúng con dâng những thức hương có mùi thơm lại lên trước mặt Ngài, đi ở giữa dân sự của Chúa và dịch lễ. Và chúng con xin Chúa Ngài thương xót, và bởi ơn của Ngài Chúa Giáo, bởi ơn thương xót của Ngài, Ngài làm cho dịch lễ sẽ biến mất ở trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài can thiệp vào Chúa Giáo, bởi ơn của Ngài, để sự bùng phát của COVID này sẽ không đem lại những ảnh hưởng lâu dài và làm cho thiệt mạng cũng như mất mát về tài sản cũng như là về nền kinh tế, Chúa Giáo đang đi đến chỗ hết sức là khó khăn. Ô lạy Chúa hơn bao giờ hết, chúng con thưa với Chúa rằng dân tộc Việt Nam đang cần sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Ô lạy Chúa, lời của Ngài cho chúng con thấy khi chúng con ở trong chỗ bế tắc, trong sự khó khăn thì chúng con là đối tượng của phép lạ. Bởi vì khi chúng con kêu cầu thì Đức Chúa Trời chúng con, Ngài có quyền để can thiệp vào. Lạy Chúa là đấng hứa với chúng con, là tuyển dân của Ngài, rằng hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Chúng con kêu cầu Ngài trong thời giờ này, chúng con thưa với Chúa rằng Lạy Chúa xin can thiệp, xin giúp đỡ để chúng con thấy COVID-19 sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Lạy Chúa, xin đổ sự bình an Shalom của Ngài trên đất nước của chúng con. Để trong lòng của những con người đang sợ hãi, Chúa Giáo, họ chen chúc để đi thử, để rồi lại bị lây nhiễm. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài thương xót, để sự sợ hãi
sẽ không cầm quyền cai trị ở trên đất nước của chúng con, trên dân tộc của chúng con. Mà Chúa Ngài làm việc ngay trong những giây phút này, Chúa Giáo. Thì điều mà người Việt Nam của chúng con đã biết, xin Chúa Ngài cho sẽ xảy ra khắp đất nước chúng con. Người ta sẽ ngửa mặt lên, người ta sẽ kêu sự cứu giúp của đấng tạo hóa của ông trời. Để Chúa Ngài có quyền pháp lý và Ngài can thiệp vào. Là Chúa, chúng con dâng quyền pháp lý ở trước mặt Chúa là người Việt Nam. Chúng con đứng vào chỗ sức mẻ tại đây và chúng con cầu nguyện, xin Chúa Ngài thương xót. Là Chúa, xin Ngài đến trong quyền năng của Ngài, đến và mang sự chữa lành trên cánh của Ngài đến Chúa Giáo và đem lại sự chữa lành. Và chúng con thấy tất cả đều sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng trong ơn của Ngài. Chúng con xin Chúa Ngài hành động và Ngài làm việc. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Bằng ơn trên nhà cầm quyền có sự khôn ngoan thiên thượng. Họ sẽ thấy được những đường lối sai lầm để sớm thay đổi và những công việc cần phải làm. Thì Chúa Ngài soi sáng cho để có thể giải quyết một cách nhanh chóng ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin khiến họ trở nên những chấp sự cho Ngài để làm những công việc mà Chúa Ngài sai phái và hướng dẫn. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn để giữa những sự khó khăn này, chúng con thấy được quyền năng của Chúa. Những người đang ở trong sự đau khổ sẽ thấy được quyền năng của Ngài, thấy được sự cứu giúp của Chúa, và chúng con thấy sẽ có một sự trở lại lớn lao, sẽ có một cơn thức tỉnh tâm linh lớn ở trên đất nước của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Lạy Chúa là đấng đã hứa với chúng con, Ngài có quyền trên tất cả mọi sự. Lạy Chúa, xin hành động, Ngài làm việc, Chúa Giáo, để chúng con thấy sẽ có một kết quả vượt quá sự hiểu biết chúng con, như Chúa hứa. Chúng con ngợi Ngài. Chúng con giao dân tộc của chúng con, đất nước, quê nhà của chúng con ở trong tay của Chúa. Xin Chúa Ngài can thiệp vào, xin làm những công việc mà không ai có thể làm được. Loài người của chúng con đến giờ phút này chúng con đã bó tay vì không thể làm được. Nếu làm được đã làm rồi. Nhưng chúng con thưa với Chúa rằng chúng con không biết gì phải làm. Nên chúng con ngửa trong nơi Chúa là đấng có quyền để có thể giải quyết vấn đề, có thể đem lại sự chữa lành, có thể giới hạn công việc của COVID. Và chúng con thấy tất cả đều sẽ được diễn ra một cách nhanh chóng ở trong ơn của Chúa. Chúng con khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì có sự tiếp trợ vaccine của nước Hoa Kỳ này, và các nước đã đem lại những vaccine tốt cho dân tộc của chúng con. Ô lại Đức Chúa Trời, chúng con xin Chúa Ngài ngăn chặn những loại vaccine xấu không đem lại sự giúp đỡ, nhưng mà Chúa Ngài sẽ mở ra những vaccine tốt đẹp, Chúa Giáo, để rồi chúng con thấy dịch bệnh sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con chúc tụng Chúa, và chúng con cầu nguyện với lòng mong đợi. Mắt chúng con đang ngửa trong nơi Chúa. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va. Lạy Chúa là đấng mắt của Ngài không chớp, Ngài không nghỉ, không mệt mỏi. Xin Chúa Ngài thương xót, quan phòng giúp đỡ để hội thánh của Chúa được bảo vệ, được an toàn ở trong ơn của Chúa. Ngay giữa dịch bệnh, hội thánh sẽ bừng lên như ánh sáng, như muối. Và lạy Chúa, chúng con thấy những hình ảnh tốt đẹp của các hội thánh đã mở cửa để tiếp trợ cho những người nghèo, có những cửa hàng miễn phí và khiến cho giảm bớt thế nào sự đau khổ của những người lân cận. Lạy Chúa, xin Ngài ban ơn càng hơn để hội thánh của Chúa ở trong giây phút này dấy lên và sáng loà ra, vì sự sáng của Chúa chiếu trên hội thánh của Ngài, để chúng con thấy hội thánh của Chúa sẽ để lại một ảnh hưởng hết sức lớn lao ở trong những ngày này nữa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con phó dâng hội thánh của Chúa, dân tộc của chúng con và tình trạng dịch bệnh COVID-19 ở trong tay của Ngài. Xin Ngài giới hạn sự lây lan của COVID, Ngài tiêu trừ nó ở trong ơn của Ngài. Ngài ban phước trên hội thánh, gìn giữ bảo vệ được bình an, và hơn thế nữa, Chúa Giáo, đổ ơn và sự rơi rộng ở trên hội thánh của Ngài, để chúng con thấy tấm lòng của anh chị em với chúng con. Lúc này là lúc mà chúng con có thể ban cho và giúp đỡ, để chúng con thấy nhiều người được cứu giúp ở trong sự thiếu thốn đến độ nguy hiểm rồi. Chúa ơi, lạy Chúa, xin Ngài thương xót và Ngài ban phước cho, để chúng con thấy sẽ có một sự cứu giúp nhanh chóng ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho anh chị em trong ơn của Chúa, và tiếp tục
quản lý các thứ ơn của Chúa một cách tốt đẹp để chúng ta cùng nhau mở mang và xây dựng vương quốc của Chúa và hội thánh của Chúa tại đây trong ơn của Ngài. Hallelujah.